Mình đang ngồi dưới gốc cây kia nè. Đúng rồi, trời hôm nay gió mát quá em nha. Gió này mà phơi khô thì mau khô lắm. À, em cũng nghe vậy. Bởi vậy hôm nay em mặc khô ướt nè. Ồ, mình qua là vợ chồng, anh cũng đang mặc khô ướt nè. Yeah. Anh ơi, em nghĩ về tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Ồ, em qua là một người vợ đảm đang, một người vợ biết lo xa. Em đâu anh đang nghĩ gì? Em nghĩ về những đứa con của chúng ta. Không. Em đang nghĩ về ngôi nhà của chúng ta. Không. Vậy thì là chuyện gì em? Em nghĩ xem có ai chết trước. À. Đất lạnh đó thì chim đậu, đất không lạnh đất nhậu luôn con chim. Chim sợ đất nhậu, thế là chim đậu lên cây quất con chim. À ha ha, thấm thoát thoát mồ hôi. Bộ tộc của mình giờ không có còn cái cây xanh nào hết, còn có duy nhất cái gốc cây kỷ niệm này. Gốc cây kỷ niệm của ta với ông. Ai? Ai vậy? Ai? Con ngon thì bước ra đây. Có giỏi thì bà bước vô đây. Vô chổng hả? Ừ, bà có ngon mà vô đây nè. Ngon không? Ngon lắm. Ngon mới vô rồi nha. Bà ơi, bà ra đây bà làm cái gì vậy bà ơi? Trời ơi, mày thấy mày ơi, mày hỏi làm chi? Mày hỏi vậy mày có vui không? Mày giỏi mày. Ôi vui, con mới hỏi chứ không vui hỏi bà làm gì. Trời bà đâu rồi, bà ra đây. Bà ra đây đi. Bà Ê bà ơi, bà ơi, bà đừng sợ, bà đừng sợ. Tao đâu có sợ. Ủa bà không sợ sao bà run rẩy quá vậy? Gió luồn vô khố lạnh. Trời, vậy bà hạ khố xuống đi. Mày là ai? Dạ con chính là thần cây. Vậy là thần cây thiệt hả? Dạ. Thần cây mà kêu bằng con. Vậy là cây con mà cao lớn vậy chắc cây ba cây mẹ là lớn lắm đúng không? Dạ không, cây ba cây mẹ con chỉ cao tới đây thôi. Sao vậy? Tại vì bị chặt hết trơn rồi. Trời ơi, quân ác ôn nào mà chặt ba chặt mẹ mày vậy? Quân ác ôn nào? Bà chặt á. Ba chặt hả? À, bà nhớ rồi con. Dạ. Trời ơi, già cái lẩm cẩm đúng không? Dạ. Bà chặt cái lúc đó bà chặt là bà để giải phóng mặt bằng. Bà xây lên những công trình hoành tráng, những công trình vô cùng hiện đại. Ủa công trình gì mà hiện đại vậy bà? Cầu tuột à, cầu lớn siêu tốc. Cầu lớn siêu tốc à, bà để dành bà giải trí cho một cái thế hệ trẻ của bộ tộc mình. Bà làm như vậy rồi xong rồi mấy cây ông cây bà của con á, bà bỏ đâu mất tiêu rồi. Sao bỏ được? Những cái cây mà 60 năm tuổi á. Bà làm gì? Bà cắt lát làm thớt. Còn đó như những cái cây mà 100 năm tuổi á, vì nó quý nên mà băm nhỏ lại làm tâm. Còn những cái cây mà từ thời ông, thời bà á, bà sẽ làm ra một sản phẩm vô cùng có giá trị. Quà lưu niệm. Trên quà lưu niệm bà sẽ khắc một cái dòng chữ rất ý nghĩa và mang tính cộng đồng. Chữ gì vậy ý nghĩa? Hãy bảo vệ cây xanh. Bà nói bà bảo vệ cây xanh mà bà chặt hết mấy cây xanh luôn rồi. Trời ơi, cái con nít con non miệng còn hôi vú sữa không biết. Người ta chặt cây này, người ta trồng cây khác. À con biết rồi, vậy là bà trồng cây bự hơn. Bự hơn cây của con để che bóng mát nhiều hơn đúng không bà? Đúng rồi, cây chuối. Con cũng biết cây chuối có rất nhiều công dụng. Trái chuối, chuối chín thì con ăn, chuối sống thì con lựa, con đập bẹp con làm chuối chiên, mà con để nguyên thì con làm chuối nướng, con để bình thường con đi làm chuối chân. Trời ơi, con đâu có biết mình mà trồng cây chuối á nha, mình có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Từ ngày xưa ông bà ta đã chứng minh không có một cái nhà vệ sinh nào bằng một bụi chuối. Rồi sau này bộ lạc của ta sẽ trở thành một bộ lạc củ chuối, là buôn làng ta sẽ trở thành buôn làng ô mai chuối. Sao bộ lạc của bà giống bộ lạc của mấy con khỉ quá vậy? Không, bậy. À, nhưng mà bà ơi, con nói bà nghe nè. Con biết á, bà nói thì con biết là cây chuối có rất là nhiều công dụng.
Nhưng mà cây tán cây chuối không được bự để che nắng che mưa. Thân cây chuối không to để có thể chống lũ, chống bão, chống gió. Đó, để bảo vệ tất cả mọi người trong cái bộ trọc này. Nhưng mà bà ơi, tại sao tụi con sống vì con người mà con người không cho tụi con sống vậy? Tại sao vậy bà? Nói chung là bây giờ con có nói gì thì cây xanh trong bộ tộc mình cũng chặt hết rồi, đâu có thay đổi được gì nữa đâu con. Nhưng bà ơi, còn một cây đó bà. Đấy nè. Trời ơi, gốc cây kỷ niệm đây ha. Gốc cây này là cảnh trí bà dựng lên thôi. Cây giả, đính con chim nè. Không, đó. con đâu có nói cây này đâu. Con nói cây ở đằng sau nè bà. Đấy, đấy nè. Trời ơi, từ hồi mà đốn hết mấy cây trong bộ lạc, lâu lắm rồi bà mới thấy lại cái giống cây này. Mà sao con có nó vậy? Cái cây đó là con đó bà. Bà nhớ không? Hồi đó đó ở đây có cái cây bự là cây cha của con. Cái bà đốn cây cha của con. Cha con đã nảy ra một cái mầm, đó chính là con. Và rơi xuống đất, con đã âm thầm lớn lên. Bà hiểu rồi. Cây không có chỉ là thực vật, mà còn là người bạn, người thân của con người. Bà thương con. Con thương bà. Em muốn làm hay cái này á, em tố con người cho anh. Em chỉ hết bao nhiêu cái xấu xa mà chỉ một cách lố bịch luôn cho cái cây. Và cái cây đó phải hùa theo em luôn. Để cuối cùng nó quay qua nó nói với em câu cuối cùng đó à. Ừ, và sau tất cả những gì mà bà nói từ nãy giờ với những người trong bộ tộc bà làm á, con là cái cây cuối cùng của cái làng này nè bà. Thì cái câu đó mới đủ làm cho tôi xúc động. Em lanh quá. Trong cái này em lanh cái không đáng để phải lanh. Bởi vì sao em biết không? Mình đóng vai già thì cái yếu tố lưng khòm, cái yếu tố từ từ, cái yếu tố đi hai hàng rung rung là đủ để và cũng tạo được cái cười. Từ ngữ rất hay để mà gây cười. Nhưng mà chỉ tức cái là em không có điểm dừng. Các bạn không diễn một tiết mục, các bạn diễn một cái màn đối đáp. Đó, có vậy thôi. Hôm nay là chủ đề về những đề tài nhức nhối của xã hội. Đôi khi các bạn vận dụng nó để đưa vào những tiểu phẩm của mình, nhưng mà hơi bị phải nhiều, biết uyển chuyển hơn nữa. Và bây giờ sẽ là số điểm ban giám khảo dành cho thí sinh Mã Như Ngọc. 9 điểm, 8,5 điểm, 8,5 điểm. Con cá trắng nấu canh chua điên điên, con cạch vàng đem nước nghệ thơm, canh chua để mẹ ăn cơm, còn con cạch nướng à, còn con cạch nướng anh đem đi anh nhậu liền, đã quá ta. Ô, đó đó đó, tôi không phải đưa đò, mà muốn đi đò tôi đưa. Đi đò vậy? Em có thể đưa anh qua bờ bên kia được không? Anh muốn qua bờ bên kia hả? Ừ. Anh là người thành phố. Sao trời biết ơi, vậy? Anh bận cái kìa, trời ơi. Wow. Tôi nói tuyệt cú mèo luôn. Anh biết mà. Dạ. Trời gì tuyệt, người như cú mèo á. Anh gì đây, anh đi tham quan hay là anh thăm bà con vậy anh? Anh sao? Anh là người ở đây. Anh là người ở đây. Nhưng mà anh rời cái xứ này nó cũng được mười mấy năm rồi. Em cho anh hỏi là dạ. Em có biết nhà của ông Hai Nhái? Hai Nhái quê ở xóm Cải, xóm Cải. Nhà có hai thằng con trai mà chuyên nuôi heo nái không? Trời ơi! Từ lâu xa vắng, tướng không bao giờ gặp lại. Ờ nương anh ơi! Nói vậy em là? Em là bù tổ anh, anh Hai. Bù tổ em anh. Anh Hai. Trời ơi anh Hai, anh đi đâu, anh làm cái gì mà mười mấy năm nay anh không có điện thoại, anh không viết thư gì cho ba cho má? Anh biết là ba má với em nhớ anh lắm không anh Hai? Anh biết chứ, nhưng mà cái ngày anh đi là tại vì cái vùng này nó nghèo quá. Nhưng mà em nhìn đi, ngày hôm nay anh trở về đây. Sao anh Hai? Từ hai bàn tay trắng anh ra đi, nay anh đã về, anh đã làm nên nợ nần. Cái gì vậy? Giờ anh hỏi nè. Dạ dạ.
Dạ. Em ở dưới này em làm cái gì rồi? Chung là khổ lắm anh hai ơi. Ừ. Em nói thiệt với anh hai, khổ lắm. Rồi khi em muốn đá banh dữ lắm. Ừ. Mà em không có banh đá. Tội em phải lấy tờ 500 ngàn em vô cục bay lớn cái nè anh hai, đem đá banh đó anh hai. Chà. Dạ. Có sự nổ ở đây rồi. Dạ chưa đâu anh hai. Mấy đứa nhỏ ở xóm này ở đâu có đồ chơi giống như ở thành phố. Ừ. Em phải lấy hột xoàn bay lớn mới lớn nè. Em ra em cho chơi ăn quan á anh hai. Khổ lắm. Em làm cái gì mà em giàu dữ vậy? Dạ em làm phân. Ê đừng nói tao mày hỏi với cá dồ nha. Thầy bà ông ơi, phân đây phân bón á, em làm chủ đại lý phân bón ở đây nè. À. Ủa vậy đó hả? Dạ. Bây giờ anh cho em lên thành phố giống anh đi anh hai, để em học hỏi cái văn minh hiện đại, người ta đừng bị chê nhà quê nữa anh hai. Không được. Không mày hồi đó giờ ở dưới này rồi, nói chuyện văn lúa ra sao mà được? Trời ơi, xin đừng có chê em nghe anh hai thầy lúa lúa, nhưng mà em biết nghệ sĩ thành phố nhiều lắm á nha. Quen ai kể nghe coi. Nè em kể thôi nghe nè, như là Thanh Lam, Thanh Thủy, Thanh Ngân, Ngọc Dạo, Mỹ Châu. Cũng nhiều mãi. Minh Dương, Tấn Tài, Lệ Thủy, Phượng Liên, Ngọc Quyền. Còn thêm Lý Hải Chí Tài. Hả? Ờ? Hả? Ừ. Còn anh, ai nữa không? Còn thêm anh Đức Chế Thương. Ừ. Anh Thành Thanh Thủy. Thêm nàng Kiều Anh. Ê sao quen hay vậy? Dạ em coi TV á. Gì không đó mày ăn nói gì không mà lên trển. Còn người ta nói mày dốt, mày nhà quê. Bây giờ muốn đi. Dạ. Anh hỏi một câu. Anh hỏi đem trả lời tên con nè. Bước tới nhà em, nắng thấy bà. Sao cho nó? Đứng chờ 5 phút bố em ra. Ờ, lỗ thô phía trước dài con chó, thấp thoáng sau lưng cái chổi chà. Ngồi buồn chẳng có một ai, soi gương mình thấy đẹp trai vô cùng. Wow, tự tin luôn. Đẹp trai nhưng lại bị khùng. Bị khùng mới ngỡ vô cùng đẹp trai. Mày chơi tao phục mày nói đó nha. Tao đi luôn. Anh đi đâu? Tao đi Sài Gòn. Trên đó còn chỗ anh đi sao anh hai? Nếu như ai cũng vì nghèo khó mà bỏ đi thì quê hương nào như thế nào hả anh hai? Tao anh hai à, anh hai ơi hãy về lại với quê hương nơi có dòng sữa mẹ, dưới mái nhà tranh xóm tối sum dày. Anh hai ơi anh sẽ đi đâu, cái đường tương lai mịt mờ tăm tối, mà lối đi về chỉ có mình anh và quê hương dần chờ đón anh về. Về với em đi, về với làm ăn với em. Rồi sóc ba má giờ lớn tuổi rồi anh hai à. Vì quê hương bao giờ vẫn là chùm kế ngọt. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện một cái chuyên án đặc biệt. Con trai phải tìm cho được một người thật sự là nghèo. Nghèo nghe chưa? Và ngày mai phải tìm cho ta được một hội phản cuồng thật là cuồng. Nhớ chưa? Con này, ngày mai nhớ phải trang điểm thật là dày, thật là đậm, 18 lớp cho anh nghe chưa? Ngày mai phải mời được anh 30 nhà báo tới quay phim chụp hình post trên các trang mạng, nghe chưa? Rồi tắt đầu chuyên án làm từ thiện. Đánh đường ra, dẹt ra, đánh ra, dẹt ra hai bên, bên đây dẹt ra luôn, đánh vô. Ok, đánh né ra, né ra. Vô tên Giang. Anh ơi, vô anh ơi. Vô tên Giang. Bóng tràn, bóng tràn gì ơi. Vô tên Giang. Lời nói đầu tiên cho phép nam diễn viên duyên dáng trong sáng rạng ngời ánh mặt trời tươi xanh như cái nồi canh lấp la lấp lánh ánh kim cương dương thanh vàng thực hiện nghi thức nở một nụ cười công nghiệp. Giỡn tay, giỡn tay. Kính thưa toàn thể quý vị và... Kính thưa toàn Nha. Quản lý. Dạ. Bạn nam bên kia là ai? Dương Thanh Giang. Cổ động viên của anh. Chị làm ơn qua làm sao cho nó để lúc em nào cần nói thì nói nha. Dạ, để em. Dương Thanh Giang.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ có mặt ở một ngôi nhà rất là nghèo nàn. Dù chính thì chính đi anh. Dạ nói chung hôm nay đến làm từ thiện, từ thiện. Quà đâu? Để anh trao. Để anh. Rồi, sau đây Dương Thanh Vàng sẽ thực hiện nghi thức trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Dương Thanh Vàng trao quà. Vừa, vừa, cho vừa. Sao không? Có sao không? Phải quánh quá. Sau đây tôi sẽ trao quà. Dạ con gửi. Khoan khoan khoan, em đang quay đó hả em? Bước ra đây. Bước ra đó. Bây giờ anh chưa diễn thì chưa quay. Xóa đi. Xóa đi. Thôi nhưng xóa không, đi. Em xóa đi. Xóa giùm anh. Anh ơi anh, em chưa có quay mà sao xóa được? Sao nãy giờ mày không nói? Em nói mà anh đâu cho em nói đâu. Ồ dạ anh xin lỗi. Em anh ơi cái nút quay bấm chỗ nào? Quản lý. Có em. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả Trang? Em ơi mình đi làm từ thiện là làm bằng cái tâm, cái tâm, cái tâm. Mình đâu cần mướn một cái ekip hùng hậu như vậy. Anh thích quá làm sao? Vô tình dạng thích. Vô tình dạng thích. Vô tình dạng thích. Em xin lỗi anh. Em sẽ rút kinh nghiệm. Rồi bây giờ anh chuẩn bị anh diễn trao quà nè. Anh trao quà nè, quay lại đàng hoàng. Chào anh. Con gửi quà cho bà. Con đó gửi đó. Quà cho bà ơi. Ê, con này phải xúc động đúng xúc không? Xúc động lên. Bà ơi, thấy hoàn cảnh nhà mình con thương lắm bà ơi. Hôm nay con có gói quà, bà nhận cho con vui lòng nha bà. Dương Thanh Vàng trao quà đúng không? Dương Thanh Vàng trao quà đúng không? Một cách một đối với nó thôi, không có cách thứ hai. Bà anh ơi, bà đó. Mấy cô mấy cậu kiếm ai? Bà ơi bà. Bà ơi bà. Con kiếm bà ơi. Bà ơi. Anh. Bà ơi bà nhận quà cho con vui đi bà. Anh. Đây em góp ý xíu. Cảm xúc giả quá, cảm xúc giả quá. Không có được. Anh khóc như vậy là không bao giờ người ta cảm động. Để em hỗ trợ cho anh nha. Sao anh có sao không? Khóc đi anh. Khóc đi. Trao quà. Bà ơi. Ở đây cô có chút quà. Ở đây con có chút quà. Gọi là của lòng nhiều. Của lòng nhiều. Bà nhận cho con vui lòng. Bà nhận cho con vui lòng. Nhưng mà cái gì mình khó quá, cô thương thúc được chị đó. Ủa mày nhắc gì vậy? Khoan đi. Bây giờ mày nhắc mày đừng nhớ nhắc vậy. Nó chồng tiếng lên về tao dựng. Tao phải cắt ra mày hiểu không? Đúng rồi á. Bây giờ mày đứng sau lưng tao. Mày đưa cái này ra cho ảnh đọc. Thôi vậy đi. Dạ. Hay quá con. Ê anh nói yêu con. Mày đưa để lên đầu tao nè. Con hứa. Con hứa. Ê chữ đó chữ gì vậy mày? Con hứa sau này con mà nổi tiếng. Trời cảm ơn rồi. Con hứa sau này con mà. Con hứa sau này con mà nổi tiếng. Con sẽ chăm lo tốt hơn cho bà. Bà ơi. Con thương bà lắm. Bà ơi. Bà nhận cho con vui nha bà. Nhận nha bà. Cậu Dương Tinh Vàng đã khóc. Dương Tinh Vàng đã khóc. Anh bình tĩnh. Anh ngồi đó luôn đi. Anh ngồi đó luôn đi. Mày. Bà ơi. Cậu ơi, tôi nghèo thiệt, nhưng mà tôi không có sống bằng lòng thương hại. Cậu làm rình rang như vậy, tôi mắc cỡ lắm. Mà tôi mắc cỡ 1, cậu mắc cỡ 10. Người ta làm từ thiện cũng bằng cái lòng. Cậu chỉ là một trong số ít những người nghệ sĩ
mà chuộc lợi từ cái chuyện này. Vô tình cậu bôi nhọ đi cái những người nghệ sĩ khác. Tôi nói ít mà cậu hiểu nhiều nha. Thôi cậu đem về. Cảm ơn cậu, đội ơn cậu. Thôi mấy cậu đi về. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Dương Thanh Vàng bị trả quà. Bình tĩnh nè. Quản lý. Thôi em biết rồi. Tốt đó. Bà làm cái gì bà chửi trong mặt tao? Tại sao mày không set up lời nói cho bà trước? Hả? Quên. Ngừng quay lại, ra đây nói chuyện. Mày né ra. Em xóa hết những đoạn nãy giờ. Bây giờ anh vô anh diễn lại, em quay lại. Vô tiền đây, tao anh... cho tao diễn lại anh. Quay, ơi. Qua bên kia quay. Bà nhận tiền. Cậu... nhận tiền liền cho con. Cậu nhận... ơi. Quay, quay rồi, anh ơi, hết quay rồi. Cậu... sao hết quay? Hồi nãy giờ là mấy cái đoạn đầu tới bây giờ các em xóa hết. Xong rồi tới cái đoạn mà bà này bà trả tiền lại, bà nói anh là anh nhục cái gì đó là em để cái đó lại. Bây giờ em úp cái này lên một cái là một cái tin rất là động trời. Dương Thanh Vàng giả tạo. Dương Thanh Vàng giả tạo. Dương Thanh Vàng giả tạo. Mày phản tao hả? Dương Thanh Vàng bị phản. 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 Sao lần nào tao làm MC Khánh Thành Cầu mày cũng tới mày múa lửa thế? Người của em mà anh mắc cười quá hả? Mày không còn chỗ nào múa hả? Dạ hôm bữa tao làm MC Khánh Thành cây cầu Cá Tra mày tới mày múa lửa cháy nguyên cây cầu là bây giờ cả nhà người ta phải đi nhà vệ sinh công cộng luôn. Trời ơi. Bữa đó xui thôi anh ơi. Em nói hả, bữa đó em chuẩn bị hết trơn hết trọi rồi. Em cầm cái lửa, em phun qua bên trái một cái, mấy nhỏ bán heo nái vô tay rần rần rần. Em phun bên phải một cái, mấy bà bán cháo quải vỗ tay rần rần rần. Em quay xuống hầm một cái, nó quýnh em rớt con mi giả luôn. Trời ơi. Mày dẹp tắt cái ngọn lửa đam mê của mày đi. Dạ. Tránh ra để tao làm lễ. Kính thưa bà con cô bác, đám cưới là phải có bầu, xây cầu là phải có ông chủ. Và sau đây là sự xuất hiện của ông chủ cầu. Kêu nó đẩy ra một cách cho lạ mà nó đẩy một cái tới bờ bến lạ luôn. Không lạ, không hài, cũng không mắc cười luôn á chú à. Thấy chưa, nó là không vui mà. Lỗi anh sao, tại xe lăn mà em gắn thắng xe lửa. Thắng từ sáng tới bảy tới chiều, chủ nhật mới dừng. Vậy thôi hôm nay tưng tưng, thấy chưa. Kính thưa bà con cô bác, sau đây xin mời chú Sáu Liệt đứng dậy phát biểu. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng. Cái gì vậy? Bị liệt mà kêu đứng vậy sao đứng? Chú Sáu Liệt ngồi im phát biểu. Vậy đi. Hôm nay là tôi cảm thấy rất là vui khi mà tất cả bà con có mặt đầy đủ ở đây. Thì tôi cũng nói luôn cái lý do mà tôi xây cái cầu tạm này. Đó là vì là tôi muốn là bà con mình ở bên đây đó có thể là dễ dàng đi lại với bên đất liền để mình giao lưu buôn bán, đi học, đi hành đồ. Wow, hay quá, quá không chú Sáu. Còn lý do nữa là tôi muốn là tất cả mọi người ở đây á, chúng ta cùng nhau quyên góp. Chưa nói xong mà. Tôi muốn là chúng ta cùng nhau là quyên góp. Trời ơi, tôi nói là quyên góp cái tên cho cây cầu. Bây giờ là ai có cái tên gì hay không? Nói đi. Con coi kia nè. Sai xỉn rồi. Ai vậy? Tôi. Ủa cái nó. Trời ơi. Mọi người đừng kỳ thị con tôi. Ừ. Tôi bình thường nó nhậu nhẹt bê tha thiệt. Nhưng con tôi học cực kỳ giỏi văn và luôn tỉnh táo. Hay quá. Con nói một câu cho mẹ tự hào đi con. Dạ thưa chú Sáu. Thưa tất cả mọi người. Ừ. Để cho cái cầu này bình an, con nghĩ nên đặt cái tên là
cầu siêu. Trời, trời ơi, cái gì mà cái cầu pháp cầu siêu? Trời ơi, 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 sao con đặt cái tên này là hết luôn nè. Sao? Gì nè? Đặt là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Trời đất ơi, xây cái cầu này là để đi chứ không phải đá banh đâu mà cầu thủ. Tên khác đi. Tên khác, ai có cái tên gì nè? Dạ thưa anh Sáu, dạ thưa tất cả mọi người. À, con dạy cái mang, con đã thất bại thì mẹ phải lợi hại hơn con. Mẹ quá mạnh đi. Cố lên mẹ. Dạ, nãy giờ mọi người cứ nói chuyện lòng vòng mà không nhìn vào phong thủy của cái cầu này. Sao? Nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên, theo tôi, hãy đặt tên nó là cầu dòng khuyết. Đã khuya rồi, vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vai. Thôi, bớt tắm biển đi mấy má. Ôi à. Nè bà con đứng lên coi. Tôi nói hả là xây cây cầu này là cho bà con đi, chứ đâu phải là cho ca sĩ Tấn Hưng đi đâu mà cầu dòng khuyết. Đúng chú Sáu. Với tư cách là một người MC, có ăn có học, được đào tạo qua trường lớp, con nghĩ đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Hay. Đúng, cái đó là cái ý của chú là muốn là xây cây cầu vậy đó. Bây giờ đặt tên gì nè? Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Không nói rồi. Biết rồi. Sao? Biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cái tên là gì? Cái tên đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Rồi. Cái tên đó. Trời ơi, biết sao vậy? Cái tên này mà gắn cái bảng lên nó dài còn hơn cái cầu đó. Bây giờ phải có cái tên đi nè. Tôi tên cây cầu mà từ sáng tới giờ đặt hoài không xong, con cầm mỏi gần chết luôn, mệt mỏi cái đầu lân nữa. Cầu đầu lân. Tôi phải quá. Tôi phản đối. Ai vậy? Ai vậy? Là tôi. Tôi phản đối đặt tên cái cầu này là cầu đầu lân. Cầu đầu lân là đầm lâu, ngu nguyên một làng. Bình tĩnh. Nè Hạng Tư, vậy mày có cái tên gì hay hơn hả? Tôi thiết nghĩ là đốt bà nó cây cầu đi. Đâu được. Ăn rồi rảnh rỗi ở không đặt tên cái cầu miết hả? Tại sao không đi đò của tôi? Tôi lái đò mà mệt mỏi hả? Chèo đò nó chuyển sang chèo xe đạp luôn. Bây giờ mình kể nó đây, mình phải suy nghĩ ra cái tên cho cây cầu trong bữa nay. Sao không hỏi tôi? Trời ơi. Hay quá. Cái cầu này xây nên để gắn kết tình nghĩa xóm làng, cho nên đặt tên nó là cầu tên. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ kêu cái cầu này là cầu tên. Cầu tên, cầu tên. Niềm vui nói tiếp niềm vui. Vậy thì kể từ ngày hôm nay chính thức thu phí qua cầu. Bình tĩnh đi. Nè tôi nói nè, cái cầu này là anh xanh bỏ tiền cả anh xây đúng không, thì anh thu phí thôi. Tại con qua cầu thì không phí, không thôi đi đò đúng không? Đi chân đúng không ạ? Mày nói sai rồi chú Sáu à. À, thôi con xong việc rồi, bây giờ con xin phép con về. Đứng lại. Ủa cái gì chú? Thu phí đi. Cái gì chú nghĩ làm sao thu phí con? Con làm MC qua đây con dẫn chương trình từ thiện không lấy tiền, nhưng mà giờ bắt con thu phí qua cầu là sao? Thì con không qua đây dẫn chương trình thì cũng đâu ai kêu con đi dẫn chương trình đâu. Con không ngờ chú sống bẩn như vậy đó. Không. Chú nói thu phí bà con không đồng ý này. Con nói thật với chú nha, với tư cách là một thằng MC, con thề không bao giờ đi qua cái cầu này. Ê, bản gì? Nhưng mà nhà con là bên đất liền, con không qua cầu thì làm sao mà về? Con biết bơi. Ôi. Ôi. Trời ơi chú giỡn mà. Đi luôn rồi. Dạ thưa chú Sáu. Trời cái gì vậy? Dạ thưa chú Sáu, với kinh nghiệm 3 lần thu gọn cánh mũi, 7 lần sửa cột chú lôi, vậy chú Sáu hãy cho tụi con làm nhân viên thu phí. Em thấy được á, hay là mình nhận thằng này đi. Rồi thằng này nghiên cứu lại nè. Bây giờ là chú thấy là thằng Lâm này lanh lợi nè. Dạ. Còn thằng này nó ăn nhậu quá. Chắc là cũng phải là cho nó làm để nó bớt nhậu lại. Dạ. Bây giờ là hai đứa thử việc một tháng. Dạ. Nếu mà đứa nào làm tốt hơn chú sẽ nhận làm chính thức. Yeah. Cảm ơn chú Sáu. Vậy nha. Dạ. Rồi. Đi. Dạ. Bring that ass back like a boom 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 boom. Yeah. Hey. Thái đà thấm thoát một tháng đã trôi qua.
Tao với mày như ngu đầu mã diện, hiện diện tại cầu mới được lệnh có bầu miễn phí. Trời ơi, trời ơi, hả? Hỏi chú gì? Đau quá. À, chị Bảy có bầu hả? Mấy tháng rồi? Sắp sanh rồi. Thôi qua đi nè, qua đi miễn phí nha. Dễ thương, chúc mẹ tròn con vuông nha. Trời ơi, nổ bầu luôn rồi. Trời ơi, con bà đây nè. Rồi. Hả? Quay về nơi sản xuất. Hả? Qua lắm nè. Trời ơi, qua cái cầu có 10.000 chứ nếu lộng cái gì vậy? 10.000 à? Trời ơi. Dễ sợ cái con này. Dễ sợ. Kêu trò. Bà kinh. Ở đây cũng phức tạp hả? Thấy ghê quá, bây giờ tao với mày phải cẩn thận. Ê, đi đâu trời, che mặt che mày. Trời nữa hả? Cái gì đây? À, cho đi qua cầu. Bớt diễn lại giùm, cái kịch bản nó cũ quá rồi, tao biết biến hết trơn. Quay. Hả? Bây giờ qua cầu phải không? Ừ. Giờ tôi lấy cái gai, tôi chích cái mà nó không nổ là qua. Trời ơi trời, cái bầu người ta chứ không phải là cái bong bóng đâu mà anh muốn chích anh chích anh. Mà xạo sao? Vậy bây giờ qua đưa 10.000 đây. Tôi không có tiền. Không có tiền? Không có tiền mà đeo vòng vàng, cà gá, xi men, đồ vòng phong thủy, đồ. Thấy ghê, bầu xạo. Trời ơi anh ơi, anh không tin đúng không? Không tin. Anh kê cái mặt anh vô đây đi. Trời kê, kê chứ làm gì. Đứa bé này võ công thiệt là cao cường. Sau này sẽ trở thành đá gà nè. Trời ơi, đồ quá. Vậy anh tin tôi chưa? Tin rồi, tin rồi, qua đi, qua đi. Cẩn thận nha, từ từ thôi, bà Bi. Đứng lại. Bà đi đâu vậy bà Tư? Em đi qua trạm xá mình. Tại sao bà không ở nhà chờ tôi chở đò bà đi? Chị Tư sắp đẻ. Dạ không có. Em bụng em khó chịu quá mà em chờ mình tới trưa không thấy mình. Bà Ninh, bà biết ông Sáu xây cái cầu này lên là đạp đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà đi ra đây làm cái gì? Có đẻ thì lên ghe mà đẻ. Anh Tư, đi đây. Anh Tư, trời ơi. Sao kỳ cục gì mà đàn ông mà sao mà tính cầu tình mà sao nóng nảy hoài bực mình quá trời của đất à. Ê, đây học ơi mấy bạn ơi, đây học thôi. Con nít nè. Ngoan. Rồi đi học nha. Cẩn thận nè. Cẩn thận đó. Cẩn thận có chỗ gà luôn nha. Cái tương sợ. Đi học hai mấy bạn ơi. Tạm biệt búp bê hân yêu. Tạm biệt cậu mi xa nha. Tạm biệt họ trắng xinh xinh. Mai em vào lớp 1 rồi. Nhớ lắm quên sao được. Trường mầm non thân yêu. Đi học hai bạn ơi. Tôi đã đi học thôi. Không còn gặp mày nữa. Đưa mày đi luôn. Trời ơi. Ta đi học thôi. Đi học. Ở dạ. Đâu mà con cái nhà ai thấy thương quá vậy? Dạ, tụi con là chị em sinh đôi. Trời ơi, chị em sinh đôi mà sao nhìn cái mặt xa xôi quá vậy? Dạ, thì cái mặt xa xôi nhưng mà tụi con giống cái mồ hôi. Điên rồi, giống cái môi. Cái môi. Giống cái môi mà sao dơ cao quá vậy con? Dơ cao là điểm nhấn, chỉ vậy bình thường quá. Thấy thương quá à. Hai đứa nè, hai đứa tên gì vậy? Dạ, tụi con là Yến Trai, Yến Trung. Trời ơi, Yến Trai, Yến Trung gái dạ. Tên thương không? Vậy đứa nào Yến Trai, đứa nào Yến Trung? Dạ con. Con Yến Trai con chạy 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 chạy. Trời ơi trời. Con là hay ấu. Yến Trù. À. Như vậy là chú biết nghề nghiệp tương lai của con là cái gì rồi? Nghề gì vậy chú làm? Sau này con sẽ trở thành nữ DJ. Yeah. Chúc mừng chị ơi. Còn con nè. Con sẽ trở thành chó sói. Chó sói. Ủa Tiên làm con người cái gần cuối đời làm chó sói kìa. Trời ơi, ta đoán vậy thôi mà. Ôi, chú Lâm dạo cái đó. Thôi, bớt giùm. Hai đứa học lớp mấy rồi mà mặt già hả vậy con? Lớp 3. Lớp 3. Dạ. Như vậy là qua cái cầu này phải thử cái trí tuệ, cái ký IQ của học sinh lớp 3. Bây giờ chú đố tụi con cầu gì mát nhất? Dạ, cầu cá cha. Sai. Cầu dược. Sai. Cầu gì mát nhất? Cầu gia đạo. Cầu gia đạo là gì? Là cạo da đầu đó. Thua rồi. Đi qua cầu. Đố câu tiếp theo nữa. Đố các con cầu gì nguy hiểm nhất? Dạ cầu tre. Sao cầu tre? Cầu tre lắc lẻo gặp kịch nói đi. Sai. Con biết rồi. Chị ơi. Cầu dừa. Sao cầu dừa? Chú nghe người ta nói nha, cầu dừa chân chặt lắm mày ơi, đi mà không khéo té như chơi mà son mới đào chân guốc cầu gót làm sao cầu dừa. Sai luôn rồi. Chứ cầu gì nguy hiểm nhất? Cầu nguy hiểm nhất đó là cầu giao điện. Liêu 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 liêu. Hai đứa sinh đôi à, dễ thương quá ha. Mặt giống y chang à, đứa giống chú, đứa giống dì phải không? Ê dạ. Cho con đi học. Qua cầu đi học nha. Dạ dạ chú đi học. Ê khoan nó nghe nè, đi qua bên cầu ghé mua giùm chú gói thuốc nha. Chú hư, chú hư, chú hư, chú hư. Hả? Chú người lớn mà sao chú hút thuốc?
Hút thuốc có hại sức khỏe đó, con nít là sao mua thuốc được, cũng hên là có đem theo. Rồi có quẹt cho chú mượn luôn nè. Chú hư hỏng quá à, hút thuốc ké mà không có hộp quẹt gì hết á. Đâu? Nè, trời ơi, mày đốt cầu hay gì mà đem nhiều dữ vậy? Thôi con đi học nha. Ê, nói được lại nè. Mới lớp 3 thôi mà đồ nghề đầy đủ á, học trường nào vậy? Trường cai nghiện. Trời ơi, vô đây. Tao ghi rồi. Ghê, dễ sợ. Dễ sợ không? Nói vậy là hai đứa bay không phải là Yến Cây, Yến Tru. Dạ. Vậy tụi bay là gì? Dạ tụi con cũng tên Yến. Mày đừng nói Yến xào không ai cười đâu. Dạ. Con là Yến Nghiện. Con Yến Ngập. Trời ơi. Thấy chưa lắm. Yến Nghiện, Yến Ngập. Thiệt là tên nè. Tao nói mày rồi mà đừng có giả trang. Chỉ có 10.000 bạc rồi mày cũng dám trả cho người ta nữa. Mày xui chứ ai. Mày có người mày kỳ cục. Tao mày không chơi mày nữa. Tao cũng không chơi mày nữa. Thôi 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 thôi. Có con nào bước qua cầu chơi. Đi qua bên kia. Đi qua bên cầu đi. Thấy lộn vậy. Trời ơi. Đánh lộn, đánh lộn. Đúng không? Con gái mà quý lộn vậy là không được. Ê, mình đi chưa mua vé luôn á. Trời ơi, chưa mua luôn đó trời. Trời ơi, nó xảo quyệt quá vậy trời. Sơn ơi. Mẹ. Mẹ quá kìa. Trời ơi, má. Trời ơi con, làm việc mệt không? Dạ, cũng không có gì mệt, bán vé không kịp luôn. Bởi vậy má biết công việc của con đòi hỏi sự tỉnh táo. Cho nên má nấu mấy món ăn cho con ăn để con luôn tỉnh táo nè. Món gì má? Đây, cơm rượu, vịt hấp hèm, gà hấp rượu. Ủa, có món gì tỉnh táo nữa không vậy? Có. Món gì? Tôm hấp bia. Má ơi, nói nghe nè, mai mốt má đừng có nấu chi cực. Mua cục cồn có ngậm được rồi. Sao rồi? Trời ơi, mày khùng quá, ngậm cục cồn là chết chứ sao mà ngậm được. Rồi, cảm ơn má nha. Cầm đi, má đi, à, đi sớm về sớm nha. Ê, má. Ừ? Má là má, nhưng vé là vé, mua vé má. Khùng quá, người nhà mà lấy vé làm gì? Ê, công tư phân minh đàng hoàng phải mua vé qua cầu mới được. Ủa, má đẻ con ra công tư phân minh cái gì? Bây giờ má không bán mua mày vé. Mày tao đốt cái cầu này không? Ê, má đốt tiền phí hả? Má vừa phải thôi nha má. Sớm cái gì? Hả? Má mày đã có bầu, mày không được lớn tiếng như vậy. Má mày đó động tay sao? Con điên. Bầu nào? Sao bụng bác bự? Bác bị sơ gan. Mày thấy chưa Sơn? Mày nhau chi mà để má mày sơ gan vậy? Má ơi má, con hứa sẽ bớt nhậu cho bụng má bớt bự. Giờ con làm sao má tha lỗi cho con đây má? Cho má qua cầu đi con. Vé má ơi, vé. Không được, có gì cũng phải vé hết. Tao khóc vậy mày không cho qua cầu luôn hả? Không có được. Mày là con tao đó. Con nhưng mà má phải mua vé, con nói người ta mới nghe. Bữa nay mày chửi vô mặt má luôn hả? Thứ cái gì bây giờ má làm vậy thì làm sao mà con nói người ta nghe. Cái gì? Đó. Hả? Thôi đi. Chỗ này là chỗ làm việc, có phải chỗ cãi lộn đâu. Bữa nay con cái mà cãi lời ba mẹ bất kêu, tao sẽ tán cho mày một cái. Má mày tán tao một cái, tao sẽ tán mày lại hai cái. Má tao tán mày một cái, mày tán tao hai cái, tao quất mày ba cái. Con mà quất tôi ba cái, tao tán mày bốn cái. Má mày tán tao bốn cái, tao tán mày năm cái. Thôi, bớt chờ tiếng lên đi mấy má. Ôi à. Con ơi, con có sao không? Tao lượt cái mặt cái đánh má hồng chứ không sao. Bác muốn quan tâm con. Bác đi đi. Con đuổi bác đó nha. Bác đi khuất mắt con đi. Yeah. Bác ơi chưa đưa vé, bác ơi chưa đưa vé. Má ơi đi lung nhé. Cái đi. Hả? Mày với má mày dễ sợ, bàn kịch bản dàn dựng đồ ha. Kể từ nay tao sẽ không bao giờ tin ai nữa. Tao cũng vậy.
đài đầu tiên cho lớp học của tụi con. Xin gửi các tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ, đây là một lớp học diễn xuất. Mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm, cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. À, các bạn vô chuẩn bị đạo cụ. Cho một tràng pháo tay thật cao để cô giữ tinh thần được không ạ? Và bây giờ tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy vào quân tướng sĩ. Dạ yeah. Hãy bắt Dương Châm Họ. Dạ yeah. Vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn bỏ con đây. Con là ai? Sướng tinh. Tào Lao, trả lời tao biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi, để coi. Cố gắng, cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay xuống mày, quay xuống mày, quay. Tào Lao, xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái dạ. Cái gì áo quần xích ra một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu, không lẽ đè ra gọi đầu. Đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Ôi, đúng rồi quá. Wow. Đúng sắc. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, con xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tỵ Sửu dần mão, thịnh tỵ ngõ mùi, thân dậu tức hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là tý là vạn sự như ý, sửu là tài lộc đầy đủ, dân là sức khỏe rần rần, mẹo là không lo một lẹo, tức là trăm điều về nhất, hợi là thành công tân lợi. Hey, sĩ 12 con, sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ chúc nhiều nó bị trì. Hả? Hey, quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu nè con. Dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ, con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là. Con có cái gì không? Dạ tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha! Dạ. Dạ. Trời ơi. Thằng này con mà lâu công chắc luôn. Đây. Dạ, dạ, dạ.
Cầu lâu. Con nói thiệt cái Đức Vua nha, thằng này là lắm mướn, nó mua, cái bình xịt, nó xịt thôi. Tao chứ đỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là giáng long thập bát chưởng. Nó không làm được giáng long thập bát chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức Vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho Đức Vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, Đức Vua hãy dịch kỹ: giáng long thập bát chưởng trái, thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây, chưởng lẹ lên. Chà. Đứng. Hãy ngưng đó. Đây không phải là giáng long thập bát chưởng mà là giáng long dập lập chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu Đức Vua à? Con làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu, mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Chưởng gì thì chưởng, chưởng ra cái lập xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa Đức Vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được. Mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chợ sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em: nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Hay. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, không có tài năng gì không. Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Trời lắm, cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi. Đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ xa vào lý tình mà thôi. Mày cọc không? Chứ mày quạo xong quạo. Khỏi lụm cái đó luôn. Khỏi lụm. Bây giờ bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thì bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, Đức Vua cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm cái kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sơn. Khoan. Khoan đã. Ngưng đi, ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà bộ uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trợt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Không ngờ đem trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống.
mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến. Lên! Mày lên trước để chờ đợi mỗi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua sao quân trước chứ? Mày quýnh trước. Tao nói xong mày đánh đó. Mày bị khùng quá, mày nói tao bay vô đánh mày đó. Cái thằng luôn, mày đánh lên. Trời ơi! Cái gì mà ồ quá vậy? Trời đất ơi, các tụi này nói hoài không nghe. Nói hoài không nghe. Nói hoài không nghe. Trời ơi! Thôi! Một thằng giống tất hợp. Đau quá thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi. Đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy Du Dũng hài hước không thầy? Lên lên, bị đánh đi, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con nè thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong cánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước cho thầy. Rồi. Tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ông cầm đồ biến đi. Được, bà đuổi thì tôi đi. Người chấp muốn mắt bà, đi cho bà vừa rồng. Trời ơi. Dạ hết. Gì vậy? Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần giáp ngã. Trời đất ơi, nói rồi, ở nhà tập à, không, đừng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy. Con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình chỉ muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language. Hai cái kết hợp lại làm cho tâm lý mình sâu deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say, con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu. Con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà. Sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi đó. Trời đó là trời ơi. Không còn tôi dạy. Bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời ơi. Mày diễn tao đi. Mày diễn tao luôn đi. Trời ơi. Không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ. Bốn đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi năm đứa đi. Ngã năm chuột chó chứ gì. Dạ sai, ngũ lâm công chúa. Thầy, thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tôi đó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Ừ. Thầy làm nữa con lòng tiếng với thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá, tự hào quá. Cầm lại đây. Cái tụi này không biết. Đó, thiệt á, mày vậy. Mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa.
thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con làm lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi, mọi người coi, một đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Ê, thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời, cái tuổi không, không phải thầy không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Ê, để, con đi con chuột lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Ừ. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi. Làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này thiệt á. Cái tuổi này không trời ơi. Trời ơi. Sĩ Phan, Sĩ Phan, làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời đất ơi, đất ơi, thiệt á. Hổn quá trời hổn à. Dạ thầy, con xung phong lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả. Chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không à. Phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này. Con biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba ngày đúng nữa thầy, đúng ráng tập một cái bài thật là tốt, thật là trộn nghĩa. Dạ, trả cho thầy. Dạ, là thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con thi vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ, dạ, dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng, trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. 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 Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đằng, ông Đằng. Ôi ơi ông Đằng đây. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở, chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đằng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho, tháng này tôi không có show nên là không có tiền, thông cảm. Không có tiền, ông Đằng không có tiền. Không có tiền mà dạy học tụi nó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Vậy anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền đứa nào hết trơn. Dạ đúng dạ. Rồi chú. Dạ. Cái gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ, dạ. Đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi muốn duyên là phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy, thầy, con xin thầy. Thầy thằng ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ 90 ngàn hả? Mày nhớ mày hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiều đâu lo được mà. Mày thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi, thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa nha. Còn bây giờ á, đuổi tôi nó về hết giùm tôi. Tối rồi cho nó ngủ, ồn ào quá. Không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ cảm ơn. Bực mình nè. Thầy ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi. Nói vậy chứ ông tốt lắm. Dạ. Ủa cúp điện rồi. Tối vậy lại lại. Nè 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 nè, khu của thầy hay cúp điện lắm. Xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lại. Nghe chưa? Lần nào cũng vậy ồn ào, ồn ào. Không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không mấy tụi con về. Dạ được rồi, không sao đâu. Bữa khác qua tập nha thầy. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà
mà tôi không tập được. Đúng rồi đó thầy. Đốt đèn cày. Đốt đèn cày lên tập. Thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy, thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm ở đây. Dạ. Có điện rồi. Có điện. Con là thầy. Phải Quỳnh chứ. Quỳnh. Thầy mai mốt á thì đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô. Giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi con đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Từ từ. Thằng Quỷ, trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trốn đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày? Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá trời. Mày dạ. Thấy mọi người quan tâm mày không? Sao trả lời, làm gì mặt buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Mày bị gì? Mày nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Thôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, im, cho thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng, mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan, giữ đi. Gì vậy? Cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bạn tao mượn thêm nữa. Mày không có đủ đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày cầm giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ lên đi. Không có đủ đâu, tao đi dây tiền nóng. Mày đi ra. Dây tiền nóng tiền đâu. Im. Mày điên hả? Cái chuyện này tụi bay khỏi có lo, để tao lo. Quên. Hey, tụi nó nói về tiền đâu lo. 100 triệu ở đâu ra nó có? Thằng Quỷ để làm quần chúng làm cách ở đó làm như làm nội thay vậy lo. Chạy cho nó đi rồi biết. Quên. Tụi bay nhớ, nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này.
Mày lại, tao cũng lấy tiền. Lên. Giỏi lắm. Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pha nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm anh được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Xứng đáng với công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Người ta kêu mày nhảy vô từ lầu 10 xuống mày cũng nhảy nữa. Tụi bay, đây là cách duy nhất để tao kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái quên. Tụi bay bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mà bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình, không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Tụi mày phải tin tao, chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh cho thầy. Tụi bay phải tin tao, tao làm được. Nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường người ta đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa? Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thằng Quỳnh đó thầy, nó đi ra ngoài, nó đi làm. Người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó cũng nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nó lách lời, nó có nghe hả thầy ơi? Thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ốc bảo quan gần nhà thầy đó thầy, chỗ người ta quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền. Lý ơi, Quỳnh. Em giỏi lắm Lý ơi. Cảm ơn em. Anh Nghĩa ơi, anh nhớ cái chuyện em nói với anh hứa kìa. Anh hứa với em, anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mấy điên, khóc gì à? Mày á. Tao nói tao làm được, là tao làm được, thấy không? Phải vui lên thì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, phải vui lên chứ, vui lên. Lại đây. Thầy ơi. Im. Tại sao con cứ gái con sửa nhiễm không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha.
mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Biểu. Mày coi được, mày đập hết bàn của cha đi con. Xong rồi mình dẹp tiệm mình nghỉ luôn con. Dạ đâu có đâu, con đang dọn dẹp mà. Mày dọn dẹp kiểu gì, từ hôm qua giờ mày đập hai cái bàn của cha rồi. Đâu có, đang lao. Nè, mời khách đi. Dạ. Uê, Âu Tiểu không? Nikolai, vô đây Âu Tiểu mày. Lũ đạn đi đâu đó. Tao dặn bao nhiêu lần rồi. Không phải lũ. Cái chợ này là cái chợ văn hóa, người ta đang phấn đấu lên văn hóa, cấm chửi thề mà mày cứ chửi thề hoài. Cái thằng lũ, cái mặt lũ đạn, cái thằng đạn. Xin lỗi. Xin lỗi, mày đánh luôn hả? Tao lộn. Trời. Bán hủ tiếu chú ơi. Thiệt chú tình. Chú ơi, cho con tô hủ tiếu nha. Qua mời khách kìa. Lũ đạn ăn cái gì? Tao nói rồi mà cũng vậy hả? Mày không chửi thề bộ mày chết hả? Mày nói lại đàng hoàng coi. Xin lỗi bé gái nha. Gõ một cái muốn nứt xương trời. Tao chưa gõ tét đầu mày là hên à. Vậy dạ. Ăn gì chị? Gì cũng được. Dạ. Cha hủ tiếu xương. Rồi. Anh xương ăn cũng được, mới làm găng. Vậy chị ăn gì? Cái gì cũng được. Cha hủ tiếu bò viên. Anh bò viên ăn được. Dì ứng. Dạ. Vậy chị ăn gì? Dạ cái gì cũng được. Cha hủ tiếu không. Anh hủ tiếu không sao ăn? Vậy chị ăn cái gì? Dạ cái gì cũng được. Ngồi vẽ nè ăn đi. Gì vậy ông nội? Chứ bây giờ vô đây hỏi ăn cái gì, nó ăn cái gì cũng được, kêu không chịu. Trời trời bây giờ. Trời ơi trời. Bây giờ mày hành hung luôn cả khách vậy đó hả Vàng? Cha thấy cái nết con nhỏ đó không? Lụ đạn đó hả? Mày... Trời ơi. Anh. Một hàng ngang thành lập. Nghỉ à, nghiêm lập. Tống phạt mỗi người 15.000. Ủa anh ơi, tôi làm gì mà tôi đóng phạt anh? Đây là xóm chợ văn hóa. Tôi nhiệm vụ của tôi là giữ an ninh trật tự. Ai la làng, cãi lộn, chửi thề đóng 15.000. Tôi chửi thề hồi nào? Ai chửi? Nó. Bước qua đây. Cậu đóng 30.000. Cái gì vậy? Có mình tôi chửi mà. Ông đứng nghe chửi. Ủa đứng nghe chửi bị đóng rồi hả? Bảo vệ kỳ cục trời. Ông làm gì ở đây? Tôi bán hủ tiếu. Xe gì? Xe hủ tiếu. Chứ kiểm tra cà vẹt xe và bằng lái xe. Trời đất ơi. Cha ơi cha, con bán hủ tiếu chứ con không có đua xe. Cha ơi, kiểm tra cà vẹt bằng lái con chi? Vậy cho coi bằng vi tính. Trời ơi. Ông bị điên hả? Bằng anh văn tu ít. Em tao chửi thề được không? Nè, tôi nói cho ông biết, cãi hoài đi. Ông bán hủ tiếu mà không biết lương thiện. Tụ năm, tụ bảy đua xe hủ tiếu. Trời ơi. Ông nghĩ sao mà tôi đua xe hủ tiếu được? Cái bô trước nè. Một cái kèn nữa. Đủ để văng con ra ngoài chưa? Tao cạn lời rồi đó. Đóng phạt đi. Bây giờ đóng bao nhiêu? Cậu 15, ổng 15. Cái xe này 30, giảm 50% còn 1 triệu. Ông học lớp mấy vậy ông bảo vệ? Để con. Lũ đạn bây giờ bao nhiêu? Muốn cho nhiêu cho. Bây giờ còn 50 lấy không? Lấy. Nè. Đổ xe hủ tiếu tao lên 3 nòng vậy? Con đổ. Mày đổ làm chi? Đổ như vậy nó mới chất, cha mới lấy số được mấy xe hủ tiếu kìa. Lấy số, trời đất ơi. Nè, nè, nè. Tao quýnh mày bộ mày vui hả mày cười? Không phải. Cười cha bảo vệ ngu. Móc túi đóng tiền phạt. Mà chả không biết. Móc túi chả. Chấn động lòng trai. Mày nói 5 điều 3 chuyện mày móc túi không rồi đó hả?
Vỗ đứt cái bẹp là móc lực liền à. Tao dạy mày cả tuần nay mày không nghe tao mà tại sao mày đi móc túi nữa vậy? Tao nói cho mày như thế nào, hồi đó mày ở trong chợ mày đi móc túi, mày đi giật đồ cỡ gì cũng được hết. Bây giờ mày về đây là mày bỏ tiệt cái nghề này cho tao. Tại sao mày không nghe tao? Mày không nghe thì mày đi luôn đi, mày đừng có về đây nữa. Ê ê ê, tao nói mày đi thiệt hả? Trả cho ông 50. Mày điên à, mày điên à. Mày trả cho ông để ông nhốt mày luôn hả? Mắc gì nhốt? Đưa đây cho tao. Mốt ông ăn hủ tiếu tao trừ. Đưa đây. Tao bắt đầu tao cảm thấy hối hận khi tuần trước tao nhận mày về làm con nuôi rồi nghe. Ôi mà. Tuần trước á, tao đi chợ tao bị người ta giật cái vỏ xương heo. Mày nhào ra mày giật cái vỏ xương mày đưa lại cho tao. Tao nhìn thấy trong mắt mày á còn có tình người. Ui da. Tao nhận mày về làm con tao tính cảm quá lại mày, mà một tuần nay hình như mày là cục đá tao đẻ hoài nó không được hay sao. Ủa, nói vậy là cha sai lầm là đúng rồi. Hồi xưa con cũng định me giật cái vỏ của cha mà. Cha. Sao vậy? Cõi lòng tao chấn động á. Con nói chơi. Trời ơi, ngồi đi. Con nói chơi, đâu phải con me con giật đâu. Biết sao không? Ngồi xuống đây. Con thấy cha bán ở đây có một mình đơn chiếc à, mà anh em giang hồ nào cha cũng đối xử đẹp hết trơn á. Cho nên là con quyết định giật lại cái vỏ của tụi nó, trả lại cho cha. Thiệt không? Thiệt. Thì tao cũng thấy mày như vậy, tao muốn cảm quá mày. Chứ không thôi để mày trong cái chợ đó, mày đi giao du với mấy cái đứa đó vài năm nữa tao không biết mày ra cái gì á. Bây giờ bỏ luôn cái thói đó cho tao nghe. Trời ơi. Đại ca ơi, tụi em qua mua hủ tiếu ăn về nha. Mua hủ tiếu kìa. Ra mời khách. Biết trầu gì. La hoài. Tiệt tình. Dạ thưa mấy. Lũ đạn tụi nó. Mày chửi thề hoài. Không phải. Cái tụi mày giật vỏ của cha đó, nó quay lại đang hủ tiếu kìa. Trời ơi lũ đạn mà. Ê cái gì vậy? Tụi nó quay lại đây làm chi vậy? Ăn. Không có cho nó thấy cái mặt mày nghe chưa? Lần trước mày giật cái vỏ của nó thấy là mày chết. Dạ. Ra. Đây. Ra tiếp đi. Ê, bán tô hủ tiếu em về coi. Dạ, hai anh ăn gì? Cho tô hủ tiếu xương không lấy giò. Còn tô hủ tiếu giò không lấy xương. Chưa. Tô hủ tiếu xương không lấy giò, lấy hành ngò không lấy hành phi. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò. Tô hủ tiếu xương lấy giò không ăn hành ngò lấy hành phi. Ăn ớt sắc không ăn ớt xay. Cái tô lấy giò không lấy xương, lấy hành phi không lấy hành ngò, lấy ớt xay không lấy ớt sắc. Tô hủ tiếu xương không ăn giò, lấy hành ngò không lấy hành phi, ăn ớt sắc không ăn ớt xay, ăn giá trụng không ăn giá sống. Làm đi. Lũ đạn. Ê, cái gì vậy? Nghĩ đó. Không, từ từ để giải quyết mày. Đi vô. Con nó kêu vậy kìa. Mày để biết vậy mày cũng càm ràm tụi nó. À, không sao đâu, hai vị đại hiệp. Tôi làm xong hết rồi ha. Tô hủ tiếu lấy xương không lấy giò, bỏ hành ngò không bỏ hành phi, bỏ ớt xay bỏ ớt sắc, ăn giá trụng không ăn giá sống. Cái tôi lấy giò không lấy xương, bỏ hành phi không bỏ hành ngò, ăn ớt xay chứ không ăn ớt sắc, bỏ nước mắm chứ không bỏ nước tương. Wow, xuất sắc. Dạ, sai đối tượng rồi. Tôi đó là phải bên đây, còn tôi bên đây là của nó. Thì tôi đổi qua. Vậy đi. Vậy được đó kìa. Nè, tôi bên đó là của mày đó. Dịp đứng lại ai chó. Mày giữ ai chó à? Mày lấy hủ tiếu không trả tiền hả? Không. Ông bán sai mất mới thì phải trả tiền. Đúng rồi, tôi sai, không có lấy tiền hai tô này tặng hai đại hiệp. Không biết điều đó. Dạ, không có tặng hết. Trả tiền ra đây mày. Tao hỏi mày. Ôi, cái thằng giật cái vỏ đại ca mình tuần trước kìa. Chết mày rồi. Chị 13 đã tìm ra đối tượng. Tụi mày, bao giây bố mày. Mày chạy hả? Chạy đi đâu? Mày đứng lại đi. Chạy lẹ lên. Mày đứng lại. Chạy đâu? Mày đứng lại. Chạy đâu? Đứng lại đâu? Mày chạy. Trời ơi. Mày hả? Mày đánh mẹ con cục. Thôi. Mày đạp nát mặt tao đi. Đỡ ra đó tụi bay. Đỡ tao lên. Đỡ lên. Mấy cô mấy cậu ơi, cho tôi nói như vậy. Nếu mà mấy cô mấy cậu tới mà vì cái chuyện con tôi tuần trước nó lỡ giật số giật máu, tôi kêu nó xin lỗi mấy cô mấy cậu rồi mấy cô mấy cậu bỏ qua nha. Lỗi thằng con không làm, thằng con phải chịu. Qua đây xin lỗi mày. Mày qua mày xin lỗi ông đi. Nhưng mà tụi nó. Mày có muốn ở đây với cha nữa không? Mày đi qua bên đó mày xin lỗi nó đi. Xin lỗi. Đây. Xin lỗi. Mày làm cái gì vậy? Hù đó. Mày hù mày giải cái mặt tao. Mày xin lỗi vậy đó hả mày? Xin lỗi là phải có thành tâm. Quỳ xuống xin lỗi từng đứa một.
Mày có muốn ở với cha nữa không? Xin lỗi. Quỳ xuống. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Rồi. Thôi không sao ha mấy cô mấy cậu. Con tôi nó dạy, nó xin lỗi rồi, nó quỳ, nó xin lỗi rồi. Thôi mấy cô mấy cậu là đại hiệp mà, mấy cô mấy cậu rộng lượng bỏ qua cho cha con tôi nha. Bán hủ tiếu ở đây em có xin phép chưa? Có, tôi xin phép ban quản lý chợ đàng hoàng. Chưa xin tụi tôi. Gì vậy đây cả? Tụi mày chịu binh trong miệng tao luôn. Đi qua bên này. Dạ. Gì đâu mà chưa mở miệng là nó sống vô à. Ông già, tôi hỏi ông có biết ai nắm giữ cái địa bàn này không? Biết. Ai? Ban quản lý chợ. Ai nắm giữ cái địa bàn này tụi bay? Ban quản lý chợ. Con này mấy cha. Rồi lóc cóc len ken có mấy cậu mà cũng đòi quản lý chợ cái khu này nữa hả? Trời. Tôi mà lóc cóc len ken kìa. Lấy hàng lạnh xả nó. Dạ. Ê, đủ rồi nghe. Bây giờ mấy cô mấy cậu muốn cái gì? Lấy hàng lạnh xả không? Hàng lạnh xả tụi tôi hả? Đừng có dồn tụi tôi tới đường cùng nha. Tụi tôi nhịn nãy giờ đủ rồi nha. Bây giờ muốn chơi hàng lạnh đúng không? Hàng lạnh cỡ nào? 6 tấc. Hàng lạnh tôi 1m2 nè. Wow. Còn cái gì chơi nữa? Còn hàng nóng. Hàng nóng mấy nồng? 2 nồng 6 viên. Hàng nóng tôi 3 nồng nè. Wow. Ép tụi tôi đúng không? Con. Dạ. Vô đẩy hàng nóng hàng lạnh ra chứ. Đẩy sát xuống. Trời ơi, nó bưng tới hàng tự chế. Dỡ hàng nóng hàng lạnh ra. Tụi tôi buôn bán đàng hoàng. Mấy cô mấy cậu vô đây ép tụi tôi. Bí thế ba con cha con tụi tôi phải dùng lên làm liều. Lỡ như hai bên nào thua cũng phải chui vô cái chỗ này. Là sao? Nó chết rồi, quả thiêu. Còn đứa nào mà nhà xa muốn gặp mặt gia đình thì cũng phải xài tới cái này. Là sao? Đóng gói, ướp lạnh, xuất khẩu về gia đình. Đủ lạnh, đủ nóng chưa? Ồ, nghe cái muốn nóng lạnh luôn ta. Hàng lạnh nè, hàng nóng nè, tụi bay xả nè. Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đừng mà. Mấy con mấy cậu tha cho tôi đi mà. Dạ. Trời ơi. Đừng mà. Đừng. Ê, đừng mà. Ê, đừng mà trời ơi. Tôi xin mấy con mấy cậu mà. Mày xả tao luôn đi. Xin lỗi đại ca. Đỡ đại ca luôn. Trời ơi. Bây giờ túm lại mấy cô mấy cậu muốn cái gì mấy cô mấy cậu nói đi chứ đừng có ấp ấp mở mở nữa tôi đau tim lắm. Thu tiền hỏi. Thu tiền bảo kê. Dạ. Nãy giờ nói quá trời nói chứ để thu tiền bảo kê hả? Đúng vậy. Vậy không nói nói đại đi để tôi đưa cho có gì đâu à. Chà, sao đưa tiền ta? Kệ nó con, coi như mình mua cái sự yên ổn con hiểu không? Có nhiêu tiền nè. Tôi dốc hết tôi đưa cho mấy cô mấy cậu đó. Trả sự bình yên cho tụi tôi đi. Ủa sao tới 3 sắp lận? Con nhiều đưa hết rồi. Mạnh tay dữ không dạ? Đó, bả vậy đi. Ông đưa tiền sớm mà đâu có chuyện. Đi về. Trời đại ca, làm giang hồ có bộ dễ ăn quá hả? Chứ làm sao? Cũng được quá ha. Khoan. Gì? Lấy tiền rồi có lấy giấy tờ không? Giấy tờ gì? Đây nè. Giấy chứng nhận cầm chứng minh nhân dân tên chị 13 giá 50 ngàn của ai? Ủa, mất cái tôi mà. Trời, mất cái này là phiền luôn á. Đứa nào đi đâu chơi mà mất thẻ xe mà phải ghi giấy xác nhận có chứng thực của phường tên Trần Ngọc Tiến nè. Thiệt luôn á. Hậu đậu hết sức rồi. Cái vé coi chung kết làng hài mở hội đội xém cười này của ai? Trời. Vừa mới móc túi Trấn Thành luôn á. Tôi trả hết luôn rồi đó. Ủa khoan. Cái vấn đề là mấy giấy tờ tôi bay trong bóp rồi tại sao không có? Thì bỏ trong bóp nè. Trong túi mà. Tôi đâu? Ủa? Đâu? Tiền đâu vẫn hết rồi. Ủa tiền đâu trơn rồi? Tiền đâu vậy? Ông cầm kìa. Ủa sao tiền trong túi thì mày mà ông cầm vậy? Tao móc tôi đưa cho tụi mày đó. Trời. Móc hồi nào? Tôi biết nè. Trời ơi, ông móc từ cái lúc mà ông hỏi câu hàng của tao đủ nóng đủ lạnh chưa đó. Tin không? Không tin làm lại đi, chỉ cho coi. Tụi bay tạ. Trời ơi. Xuống tụi bay. Trời ơi. Mày trời ơi. Cả tháng
trường đừng tập trung về tôi, cũng đừng tập trung vào ai cả. Hãy hướng về hai ngón tay của ông già. Tôi xin mấy cậu mà. Chuyện là như vậy đó. Đổ tao vậy. Dạ. Ông xin cái gì? Ông ăn cắp tiền của tôi đúng không? Tôi ăn cắp hồi nào tôi có xin đàng hoàng. Xin hồi nào? Cái câu cuối cùng của tôi nắm đóng tiền là tôi xin mấy người mà. Ông xin nhưng mà tôi đâu có cho. Vậy chứ tụi bay vô đây thu tiền bảo kê tao cũng đâu có cho, mà tại sao tụi bay vẫn lấy? Tụi bay là giang hồ. Tụi bay giang hồ cỡ nào? Tôi bước chân vô giang hồ từ năm 19 tuổi đó. 19 tuổi, nay mày nhiêu rồi? Năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi. Một năm lăn lộn trong giới giang hồ, mày biết được bao nhiêu cao thủ? Khá mày nhiều. Có nghe tới cái tên Tài Mặt Sệ chưa? Là ai vậy đại ca? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Là ai? Tài Mặt Sệ, trùm giang hồ hóc bò tó. Mày có nghe tới cái tên Hương Bánh Giò chưa? Ai vậy đại ca? Ai vậy? Hương Bánh Giò, trùm giang hồ cậu ông Lãnh. Rồi A Xìn mày nghe chưa? Ai nói vậy? A Xìn Thánh chửi lộn. Giang hồ tứ trụ còn một người nữa là ai? Quẹo chó điên. Tao chính là quẹo chó điên nè. Trời ơi. Trời ơi chú quẹo. Chú quẹo. Sao người ta nói chú mất tích 20 năm nay, tại sao bây giờ chú lại xuất hiện trong cái chợ hủ tiếu này? Tao mất tích 20 năm nay là tại vì tao đi bán hủ tiếu. Cỡ tụi bay bước chân ra giang hồ là cò con tập tành. Cỡ tao đã từng một thời xưng hùng xưng bá, tao đã từng một thời lẫy lừng tranh giành địa bàn với biết bao nhiêu băng đảng. Cũng chính vì cái điều đó, tao đã phạm phải một cái điều sai lầm nhất trong cuộc đời của tao mà không bao giờ tao tha thứ được. Tao nhớ hoài ngày hôm nay. Con cha, bỏ nghề đi cha. Làm giang hồ không có kết thúc đẹp đâu. Cha con... bỏ, cha bỏ nghề. Con ơi đừng bỏ cha. Con ơi, con chỉ muốn cha bình an. Con! Câu chuyện của ông cảm động quá à. Từ đây về già, tôi không có phạt ông nữa đâu. Mà câu cuối câu chuyện sao vợ? Cuối cùng á, con tao chui vô cái bếp lò. Ủa? Là sao? Chết rồi, quả thiêu. Tao thì chui vô cục nước đá. Rồi sao? Ủa, ướp lạnh luôn hả? Có. Ở trong nhà đá 15 năm cũng lạnh. Ở trong đó rồi học được cái trò nấu hủ tiếu nè. Tao mới biết được á, làm giang hồ chẳng có được cái gì hết. Có chăng là sự xa lánh của mọi người. Tao ra khỏi tù, tao nấu hủ tiếu, tao bán. Cho tới khi tụi bay vô đây, tụi bay quậy tao nè. Bây giờ tụi bay muốn cái gì? Cỡ tao mà còn bỏ nghề nè, giang hồ tập sự tụi bay muốn chơi cỡ nào? Thôi, giờ tụi con không dám gì nữa đâu. Không chơi nữa. Bây giờ cái lò lửa với cục nước đá mày chọn cái nào? Dạ tụi con không dám chọn cái nào đâu. Không chọn. Tụi bay không chọn hai món này. Tao chọn cho tụi bay. À? Cái nồi này nè. Là chú quẹo.
chứ định trụng nước sôi đi con hả? Mấy khùng quá à. Giờ bốn xác tao bay chui bằng cái nồi này á. Về đây đi, rỗng truyền ngày hủ tiếu cho bán phụ mỗi ngày với ổng. Tập trung đi, lo làm người lương thiện. Đứa nào muốn nấu hủ tiếu tao truyền nghề cho. Dạ. Dạ. Rồi con sao? Anh hai. Lại đây. Kiếm tía con chi vậy? Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi. Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? À. Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, có vụ gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nói rồi con ơi. À. Sáng nay ông già tía mày à, sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sao bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. À. Nỡ lòng nào, trời đất ơi, tao đang tao lo ba cái cây mai ở trước nhà. Nó sân xà sân xác nó vô nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó, nó trút vô cái đống trấu rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum hết trơn, trời chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Ê, chúc mừng chú Tư. Trời vợ con nó tệ vậy á, hình như sân xác nó quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nữa hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi chết rồi Đen ơi. Đen ơi. Bé hai con nói chuyện Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi. Con chết rồi hả? Vợ tôi sao? Vợ tôi sao bị chết vậy? Hả? Nó bị gì? Tâm bậy. Tâm bậy. Con Đen nó chết hồi nào? Ủa chị mới nói Đen chết. Sao con mới nói hả? Con nói chết, đây là con chết. Mày sống nhăng đăng gì chết vậy mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Mày vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mỏng tiền mà được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy? Bây giờ con Đen ở đâu rồi anh Đậu? Đi chưa về. Trời ơi chết rồi. Mà cái vụ gì mới được nói cho nghe coi. Anh Đậu à? Anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh Đậu? Ê sao bộ đồ này giống đồ của con Đen vợ tôi vậy? Thì đó. Trời ơi anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sâm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á à. Cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bà lột đồ ra bà tắm. Xong xuôi rồi bà nhảy lên bờ. Sơn sơ sơn sáng làm sao đồ bà không mặc. Bà túm bộ đồ của con bà mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi. Nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá vậy nữa. Nó quýnh má con nhận con ra luôn. Chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn. Không phải chị vô chị lột đồ ra, chị trả rồi vợ tôi rồi chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi tôi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm gan Đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Ê, chết cha mày rồi. Chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán bà Tư Ú. Rồi cái mua rượu. Bà Tư Ú chưa kịp lấy chai rượu, người ta gây lộn ở ngoài. Cái nó sơn xà sơn xác nó nhào ra nó coi. Sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi. Giờ nó đem về đây nè. Ông già tía mày đâu? Trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không. Lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu xuống chân rồi. Bây giờ đi kiếm nó đi. Đi tìm bà Đen đi. Đi tìm nó cho chắc ăn cái coi. Trời ơi, tao sợ vợ mày quá. Hệ quá trời, quá đất trời này đi. Đen ơi Đen, mày đâu rồi, mày trả tao bộ đồ đi Đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền, là mấy người muốn nói gì nói nha. Đồ của bà tôi bận chi? Tôi định một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái cứ tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi, không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời. Chị ơi, một chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nha. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à! Đen! Mày đâu rồi Đen? Lớp tía con đang ở đâu? Mày... Trời ơi!
Mày trong giờ tắm sẽ đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tới chân gian nha. Dạ, con tắm mà tới rình nha. Cái gì? Cái gì? Tao rình ở đâu? Tí ông rình sao cũng biết chứ, tí biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi, bà nói chuyện ở trong giờ tắm thì bà ở trong giờ tắm chứ tao rình ở đâu mày? Tao bậy tao bạ, người trộm giống người ta nghe tao cười chết à. Chết cha rồi tí ơi. Lẹ rồi, ra tao biểu đi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tí lấy giùm tôi đi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn cái trời á. Mấy mốt mà tắm á, tao không lấy khăn mày sai tao hoài à. Rồi mấy mốt mà tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu không cần nha. Không có tí trong nhà thì tôi nhờ thằng Đậu. Rồi không có thằng Đậu nhà sao? Thì không có thằng Đậu nhà, tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, nói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Cậu đâu có thấy đâu. Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn không mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao thấy? Nè ra biểu ơi. Bực gì đâu. Tôi đã nói bởi vậy, cái khăn không mà cằn nhằn chứ tôi tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu biết. Sao biết? Chồng mày mày không biết. Hình như nó nhậu rồi quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài, mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu rồi để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được đen. Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi tí ơi, nó là con của tí chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tí biểu con dạy làm sao con dạy được nó tí. Mày nói vậy không là trộm sớm nghe tao cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về? Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. Sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy giờ mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con mới về. Trời đất ơi trời. Con nhỏ để làm tôi tức chết luôn kìa. Thằng Đậu á, nó là con của tí á. Chứ đâu phải con của con đâu mà tí biểu con vậy. Chừng nào á, nó là con của con đi. Tí nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời. Tôi nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm sớm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười tí á thì có. Tí nói bậy rồi. Con á là vợ của thằng Đậu thì là dâu của tí, chứ đâu phải là con của tí đâu. Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu dây à. Con nó làm tôi tức chết. Khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi sánh riêng ai cũng cười chê. Làm cho tôi mắc cỡ à. Tí ơi tí đừng có mắc cỡ mà chi. Sau này đâu có ai nói con mà họ chỉ đồn là con rất tệ. Nên họ nói con tệ hơn vợ ông Đậu thôi. Trời ơi tệ còn buồn hơn là cụ dơi khờ. Mày còn đứng đó đôi co với tao. Nói chuyện cho vui chứ gây với tía làm gì. Bộ tía là đàn bà hay sao? Mày nói gì vậy đen? Chứ không phải sao. Là đàn bà thì mới gây lộn với nhau. Còn tía thì là đàn ông, tía đâu có gây lại con đâu. Trời người ta nhìn cho tưởng con hiếp tía nữa. Trời ơi tôi chịu hết nổi, tôi tức quá. Tôi tức con này quá. Ơi, chịu hết nổi rồi. Tí ơi, thôi đâu mà tức người dân. Tí ơi, tí đi đâu vậy? Đậu. Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mà không cho tôi được. Đậu, mày xỉn hả Đậu? Mày ngồi xuống đây đi Đậu. Giờ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn hả Đậu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời Đậu? Ôn ơi chút xíu, xỉn gì? Ê mà mày nói hả Đậu? Mày đợi tao một chút đi. Đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy? Tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời. Trời ơi, con vợ thế ông ơi, chồng xỉn là... Uống thì mày kêu tao ra uống phụ đó, cho. Sai là có gì? Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tô cho tao ôi? Làm mà chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi? Tao tệ ra sao? Mà mày cứ la tao.
mày còn tệ hơn tao á. À, không dám tệ đâu nha, tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi, vậy mày nếu mày nói mày khôn hơn tao, vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Ừ, đố cái gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố cái gì? Tao đố mày nghe. À, có một con trâu đi qua bờ ruộng, rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng, là bao nhiêu con trâu? Có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi, mấy con trâu? Ê, thì đi qua lại có bốn con, đúng không? Bốn con. Vậy mà mày cũng nói mày biết chỉ có một con thôi. Ờ, sao một con mày? Thì một con thôi, thì một con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có một con rồi. Ừ, vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đố được, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có thôi, tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Ờ, đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho tía cho tôi ăn á nha. Trời, con vợ khôn quá. Ủa đậu ơi đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không đậu? Cái quần gì? Cái quần của tao á, mày tao để đây mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời à. Mệt quá, tao hỏi một chút xíu cũng có đây rồi nè. Mệt ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết đó, mày làm chồng tao làm gì đó đậu. Trời. Trời. Ê, đen. Cái gì? Mày đi chợ hả? Đúng rồi. Mày mặc cái quần. Cái quần chứ cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần mày đừng có hỏi tao cái này cái gì, tao không nói đâu mày. Không phải, tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Trời ơi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy nè mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá. Cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này cho tao mới đắp vô. Trời ơi, làm sao nó dính vậy? Mày ngu quá đậu. Mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày, mày làm mày vô trong đó mày tha cái quần ra. Mày bận cái quần ra rầy mà mày ra chợ lá, tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô. Nè, không có đi chợ đi búa gì hết trơn hết trời á. Đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt, nhúng nước, làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi, chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày. Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày. Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày với ba mày á, lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha mày tới con mày tới cha tao nói cái nhà này tao chát lắm rồi. Mày đâu nha mày? Đi chợ. Trời ơi trời, tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu, nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi, nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn trời á. Thầy, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt sim. Thôi khỏi luôn. Ủa sao vậy tía? Bả đó, bả đem vịt sim bự đó, bả đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt sim 2kg mấy mà nó đổi ra có hai vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Ê, xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tí đậu lại đây. Con nói nghe nè, nhà mình có một con vịt sim đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi, đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm gì vậy? Gì vậy tía? Ê,
Đó, ai vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Dạ. Sao có đầu trọc lóc vậy? Ờ, bà đó. Bà nhổ á. Mày nhổ đầu đó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? À, mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ. Nè, nói với tí đậu đậu không nghe nè. Gì? Ngồi xuống đây đi. Cái bài vịt này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không? Tí coi nè. Con nhổ cái bực cái ba kêu chíp 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 chíp. Con nhổ cái bực. Ở kia chíp chíp chíp. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Ê à. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ cái đầu nó không còn cọng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không nhổ lông để cho mày ăn mày nuốt vô cho mày chết à? Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới nhổ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết cha tới con nè. Mệt quá. Mày bưng cái này vô trong với tao. Tí tự bưng ơi. Ừ, thấy không? Bà là chủ gia đình này, đẹp. Khổ hết sức nói. Trời ơi trời. Cho tôi có con vợ tệ dữ vậy trời. Tía ơi. Gì? Tía dạy con sao? Con dạy vợ con lại coi tía. Sao mà nó khờ nó ngu quá gì tía? Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá rồi tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè nè nè, nói nấu cơm xong rồi nè, ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi. Bà nấu làm cơm. Làm như tôi con ở không bằng vậy đó. Nè nè. Nay nấu gì, món gì đen? Con nấu súp. Hả? Thấy chưa mày? Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi tí không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à. Thèm lắm. Mày nấu súp gì? Nấu tốt ghê không? Nấu súp gì? Cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đung đung súp luôn. Ủa, tao nhớ hồi sáng giờ mày chưa có đi chợ mà. Thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo. Chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi. Súp mà nó nấu với cá sạc. Chết tôi rồi. Cá sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà bé hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày ăn con để mày nhậu. Nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra mày hửi tao. Đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, thôi lắm, đẩy đỡ đi. Đem vô dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tao nói tao mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tao đâu phải con ở ba đầu sáu tay đâu, bắt tao nấu xong rồi con măng. Vừa tía, phải thôi, tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm. Mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đen. Đậu ơi đậu, mày đừng có chết đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao đậu? Trời ơi trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, của ma xuống đây lấy mày á đen ơi là đen. Không phải đâu. Ở đây á, ai cũng nói là người tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là đen. Mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không đen? Tao biết mà. Hồi đó đậu nói là đậu đen, đậu lấy đen đậu vui lắm mà. Sao bây giờ đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha theo tháng năm âm thầm lứa qua. Vì đen ngây thơ thật thà cho nên xóm nhìn chê cười khinh ghé, làm cho lòng giống như người ta. Từ ngày về bên đây đen rất chăm ngoan, dùng ghe lo trong ngoài, ruộng đồng bao la nắng mưa ngày đêm nào có màng chi. Đen chỉ cần hai đứa mình chung
sống hoài là vui nhất rồi. Trời ơi đen ơi là đen, biết nói sao đây, đen hiểu lòng này. Mà giờ đây tao phải cưới nhầm con đen, nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lôi sông vô cùng. Trời ơi sao mày nói tao vậy đâu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói vợ thành đầu nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ vậy mày nhỏ dại, chừng mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có dè đâu cưới mày về được 3-4 năm nay, mà càng lúc tao thấy mày trời ơi nó tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có nghĩa gì đâu, khi bước ra đường là người ta chê trách. Mày nhìn tao gì, mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà tao có về đâu mày lời nói chơi cợt đùa, làm cho lòng tao thêm khổ chỉ vì mày thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xóm làng người ta chê trách. Để khi ra đường tao không dám nhìn mặt nghe đang nói nè. Đậu ơi đậu đừng có lo, đen ứa từ nay đen sẽ thay đổi, đen sẽ làm cho đậu hãnh diện với muôn người. Đậu sẽ không còn bị sáng ra đồng đen hỏng có mê chơi nữa, khi về đến nhà đen sẽ dọn dẹp trước sau. Đen cũng đâu có muốn đậu giận đen đâu, mà cái tấm của đen á xưa rày vẫn vậy mà. Đậu ơi thôi đậu đừng có nên giận lấy, đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh. Đen ơi, cái gì đậu? Nói tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Ủa, xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi đen. Vậy? Nếu như đậu xa đen, đen có buồn không đen? Không. Đen ơi đen, nếu đậu xa đen, đen có nhớ đậu không đen? Không. Đen ơi đen, sao đen vô tình quá vậy đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kìa ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có. Trời gì nó ngu quá trời ơi tôi có con vợ ngu quá trời vậy, quá đất vậy trời ơi. Nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không không hiểu là sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì đang đi thì đang đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy Đen? Thằng đậu nó kêu con đi đi để cho nó mới vui. Đậu. Dạ.
Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, nghe không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Phải không ăn kệ đây. Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tí nói không? Đó, đậu nghe tí nói không? Ừ. Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ đây giờ sau Đen không có làm cho đậu buồn nữa đâu. À, đậu nói cái gì Đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà trơn trời. Đậu đừng giận Đen nữa. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi hứa. Đừng để cho người ta nói tệ hơn vợ hơn đậu nha. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Chết rồi tía ơi. Gì vậy? Vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời. Trời ơi, đẹp quá. Con ơi con gái ơi con gái của mẹ. Con nhìn kìa, bông mai cũng đẹp, bông đào cũng đẹp, trai làng cũng đẹp, gái làng cũng đẹp. Ở đâu cũng đẹp, mà con gái của má là đẹp nhất nha. Nhưng vẫn chưa đẹp bằng má. Thích quá rồi, thích quá rồi, thích quá à, nhìn kìa. Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng sáng xoa, tia nắng tương bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang xíu xíu xít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoang thoang tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hay sáng lè, tình tăng nhịp nhàng vàng xa. La 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 la, ho la ho la, ho la ho la ho la, ho la ho la, ho la ho la ho la. Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành hơi. La 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 la. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bà con cây cây bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng con đuôi hát lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làng với muôn ngàn câu hò. Ủa, nhỏ đâu mới tới vậy nè, giờ cái mặt là quắc hà. Dạ, chào bác. Dễ thương hết sức. Cái mặt thằng nhỏ đẹp trai, sáng láng, thánh thiền dễ sợ nghe. Dạ. Con gái của bác. Dạ. Chào em. Chào chị đi cưng. Chào em đi con. À. Con đi chơi nha, cái má đi mà hái qua, má bắt bính. Hơi nắng hay sáng lên, để ngàn hoa tươi thơm hơn. Mang đàn hoa tình tăng nhịp nhàng vàng xa. La 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 la, ha la ha la ha, ho la ho la ho la, ho la ho la ho la. Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặp về thành thời. La 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 la. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa giỡn luôn miệng tươi cười. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bao công cây cây bao ngày mong chờ. Chàng trai say say say, thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng cắn đôi hát lúa vàng. Vầng trăng nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Ai nấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Sao hả?
À, chào chị chưa, làm quen với chị chưa? Dạ, tôi làm quen rồi. Bác bên kia qua đẹp hơn kìa bác. Quay qua, chờ chị với. Chị đến với qua đây. Trời ơi, em ơi. Sao anh gan quá vậy? Không phải, anh canh me kỹ rồi. Yên tâm đi, má không biết chuyện hai đứa mình đâu. Trời ơi, em lo quá à. Đừng có lo, chuyện của má để má lo, chuyện mình lo. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kinh nỗi tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, làng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe. Cầu tre bao trưa hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em bên này. Cầu tre tan tình dặn nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu. Qua cầu kéo đâu, trời đất ơi, dễ sợ quá, tôi nhìn lầm cậu rồi. Nãy cứ tưởng là cậu là một cái thanh niên từ đâu xa xôi tới, dòm mặt thấy thương thánh thiện. Bây giờ dòm lại cái mặt già chát xấu quá, cái mặt á thiệt là ác vậy ha. Sao con gái, nãy giờ má nghe con hát líu lo với trai lạ. Con hát cái gì mà cái áo của con nó bay đi đâu đó? Bây giờ cái áo đâu? Dạ. Cái áo đâu? Dạ. Áo đâu? Dạ, qua cầu. Qua cầu rồi sao? Dạ, dạ. Rồi sao? Dạ, dạ rồi qua cầu. Gì vậy? Dạ, dạ ảnh. Anh sao? Tôi nói đi, tôi không nói mất căng lưỡi mất chết liền bây giờ nè. Dạ, dạ. Áo làm sao, nó làm sao? Dạ, dạ anh lột áo con. Trời, trời. Ê, bác. Trời ơi, buông ta ra, buông ta ra. Dạ. Tại sao mày buông tao ra? Dạ, tại bác kêu con buông. Trời ơi, sao mày nghe lời một cách kỳ cục vậy? Con má, con quỷ, con quỷ. Bác ơi, tụi con thương nhau mà bác ơi. Cái gì? Dạ. Thương nhau à? Dạ. Bác ơi, thiệt ra không phải qua cầu con lột áo em đâu. Chứ sao? Dạ, chỉ là qua cầu gió bay. Trời đất ơi, cái cơn gió nào mất nết dữ vậy trời. Dạ, bác tin đi bác, con nói thiệt đó. Bác tin. Hả? Vậy mà bác tin hả? Tin chứ. Sao vậy bác? Không phải là bác nhẹ dạ đâu. Dạ. Mà số là cái hồi mà bác còn son sắt. Sao bác? Cái hồi mà bác còn trẻ trung giống như nhỏ này nè. Dạ. Lúc đó bác trai của con bây giờ đó. Dạ, ba của em đó. Bác với bác trai của con cũng hẹn lên trên cái cầu đứng. Hai đứa đứng tâm sự. Dạ dạ. Hai cái đứng nói chuyện. Dạ. Một cơn gió thổi qua. Dạ. Bay ba cái áo của bác luôn. Ba cái luôn. Ba cái. Ừ. Dạ đó, bác thấy không? Gió thổi bay áo thiệt mà. Ừ. Nên bác. Sao? Bác thương con, bác gọi em con đến với em Nguyên đi bác. Không cho. Ừ. Thương thì thương nhưng không cho. Trời ơi, con gái con lứa gì mà dễ dãi vậy hả con? Má dạy con làm sao? Công dung ngôn hạnh để đâu? Cái đức hạnh của người phụ nữ như thế nào? Đâu mà gặp trai cái tâm tướp à? Bây giờ cậu muốn đi đâu thì cậu đi đi. Đi ngay. Dạ, bác đuổi con đi. Ừ, vậy mới được chứ. Đi em. Đó. Đi một cái nó trống trải liền là tức. À, trời ơi, cái gì vậy? Sao vậy? Dạ. Trời ơi, tôi nói đi là một mình cậu đi thôi. Chứ con nhỏ con gái tôi phải ở đây, ở đây. Má ơi, không được đâu má ơi. Sao không được? Dạ, con thương ảnh rồi. Sao đâu, thương thì thương, có sao đâu. Trời ơi, thương gì cái thứ này. Dạ, ảnh đi thì con cũng sao? Đi à. Má, con làm má buồn quá. Má tuổi
công tình má nuôi con khôn lớn tới từng tuổi này. Bây giờ con gặp trai lạ, nó nói một tiếng là con đi theo nó liền. Không phải đâu má con ơi. Con giống ai vậy hả? Con giống cái nết của ai vậy hả? Dạ. Cái nết của ai mà mê trai thấy sợ vậy? Dạ con không biết sao mà dân cả làng này ai cũng nói con giống má hết trơn á. Phải rồi, ta nói chứ con gái mà giống má là nhà có phúc. Theo trai đi con. Bác ơi, vậy bác đồng ý cho con với em Nguyên quen nhau nha bác? Không. Sao vậy bác? Vừa rồi tôi bị bấn loạn thôi, tôi phải tính toán lại cái đã. Nhân ra để tôi tính lại coi. Dạ. Có ông trời đó có chấp nhận cái mối lương duyên này hay không? Dạ bác tính cách nào bác? Để coi, gã nè, không gã nè, 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 gã nè, không gã nè. Gã. Bữa nào tự nhiên con mọc thêm ngón thứ 11 vậy ta? Dạ tay của con đó bác. Trời ơi. Thôi mà bác ơi, tụi con thương nhau thật lòng, bác chịu đi bác. Bác. Hả? Thôi được rồi, đã tới non nước này, bây giờ tôi có nói không chịu cũng không có được. Dạ. Cho nên tôi nói rằng bác chịu đi bác. Không chịu. Bác. Thôi được rồi, tôi thấy nhìn cậu á cũng đàng hoàng, mặt mũi cũng sáng sủa. Dạ. Cũng sạch sẽ. Dạ. Tôi chịu. Dạ, con cảm ơn bác. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương, hẹn trai miền Cửu Long. Hai ta ươn thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ươn thề xây thắm tình duyên quê. Ai làm cho em khóc vậy? Em sao vậy? Hết rồi anh ơi. Hết cơ hội rồi. Hết cơ hội cái gì? Tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chấm dứt? Ủa nhà mình có chuyện gì chấm dứt? Chuyện bi kịch lắm. Mà bi kịch chuyện gì? Mù rồi anh ơi. Mù? Cái gì? Ung thư giác mạc anh ơi. Thôi bình tĩnh đi. Dù gì em có xấu như thế nào, em đẹp như thế nào, em lẫn là vợ của anh mà. Được rồi, em cứ yên tâm đi nha. Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, anh sẽ là người bảo bọc cho em. Thậm chí á, anh sẽ hiến cặp mắt này cho em luôn, được chưa? Anh đang nói gì vậy? Thì anh nói là anh hiến cặp mắt cho em để mà em làm cặp mắt lại, em không sợ bị mù nữa. Em nói em bị mù hồi nào? Em vừa mới nói với anh xong là cái gì, em bị cái gì ung thư giác mạc gì đó. Em có nói là em bị ung thư giác mạc hồi nào đâu. Em vừa mới nói tức thì mà. Nhân vật năm chính. Ung thư giác mạc. Chưa có ai hiến. Kết thúc tất cả mọi chuyện. Người yêu của anh đi rồi. Bị mệt em quá. Mà. Làm từ nãy giờ tao hết hồn luôn, làm nãy giờ muốn đứng tim với em luôn à. Ba cái phim Hàn Quốc em coi ngày nào không coi cũng chán hả? Phim ta hay vậy chán sao được anh. Nè anh nhìn đi, anh thấy không? Soái ca, ngôn tình mà bị mù. Thôi được rồi cô nương, rồi soái ca đó tội nghiệp quá, nhìn nó muốn rơi nước mắt được chưa? Đó được rồi, thôi cái chuyện nó bỏ qua bên, cái chuyện quan trọng này nè. Đó, đồ ăn thức uống gì em lo chưa? Chiều nay là má lên rồi đó. Anh làm gì vậy? Má lên thì vui thôi chứ có gì đâu căng thẳng. Trời ơi, nhưng mà em biết là anh nói với má là em là người con gái ngoan hiền, coi như là tề gia nội trợ. Rồi em phải nấu nướng sao chứ, bây giờ em không nấu nướng rồi má lên không thấy rồi sao? Má chưa có lên mà anh cứ hay lo. Bây giờ anh phải đi đón má là má cơ là. Mày anh sao mà cái gì anh cũng rối hết vậy? Không phải tại má gọi điện thoại má hối anh phải ra đó, anh phải chạy về coi em trước cái đã nè. Thôi bây giờ anh đi đi.
Anh đi đi, rồi lát nữa anh về đây là em đảm bảo với anh là đồ ăn có đầy đủ để cúng má. Chắc không vậy? Thiệt. Rồi cái gì, cái gì? Em mới nói gì? Thì em nói anh đi đi, anh về đây là đồ ăn có đầy đủ để cúng má. Em bị điên hả? Má đó chưa chết mà em mang về má, tự nhiên em cho cúng má là sao? Em xin lỗi anh. Phun nước miếng, nói lại. Đồ ăn sẽ có đầy đủ để cúng ông bà và đãi má. À quên nữa, anh kêu anh đặt cái máy massage gì cho má rồi, em có người ta mang tới chưa vậy? Cái ghế massage bự cho bá gì? Ừ. Làm gì rồi? Đặt ở trên lầu rồi. Là mang tới rồi đúng không? Để sẵn rồi, khi nào má tới đây em bưng má lên, em bấm nút cho quay má là xong à. Trời ơi, cái máy massage mà em làm mà anh tả, anh tưởng là giống như cái máy giặt đồ không à. Nhưng mà nó massage mạnh như vậy rồi má, mà gu của má mình là thích bạo lực mà. Biết là vậy rồi nha, anh đi đón má nha. Nhớ nha, chú tắt hết tất cả mọi thứ nha. Anh rồi, đi à. Rồi, trời ơi, bình tĩnh đi, có gì đâu. Mọi chuyện đâu còn có đó. Thời buổi này mọi thứ nhanh lắm. Gọi cái là giao liền, có gì đâu lo. Nấu không được thì mua. Alo, quán ăn dì Hai hả? Dì Hai ơi, con nói nghe nè, dì Hai giao liền cho con nha, một con gà luộc nha. Dạ, có dĩa gỏi gà luôn, lấy cho con cháo luôn nha. Rồi dì, dạ đúng rồi, dì ghi giùm con nha. Rồi bây giờ dì giao cho con luôn hai cái bánh chưng nha. Dạ, rồi chả giò 1 ký. Nói chung là cái gì mà ngon nhất ở quán dì là dì giao hết cho con nha. Dạ. Cái gì không có? Tới mùng 3 mới khai trương hả? Alo. Căng à. Gọi quán không được thì gọi người. Phải tìm một cái con người nữ công gia chánh, tề gia nội trợ siêu giỏi để giúp mình. Alo. Alo, bà Vân hả? Happy New Year, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ừ. Cưng khỏe không? Đang khỏe, đang đi chợ nè, đang đi siêu thị. Ủa vậy hả? Đang đi siêu thị, nói nghe nè, rảnh không? Đang bận, đang xách quá trời đồ luôn nè bà nội. Thôi rảnh đi qua tôi cái đi. Trời ơi, chi về cúng ông bà nữa bà nội ơi. Thôi cúng ông bà thì lát cũng được mà. Bây giờ qua tôi đi nha, qua liền nha. Hả? Qua liền hả? Qua liền đi, chuyện quan trọng lắm. Một chuyện quan trọng hả? Đúng. Mở cửa giùm tôi coi. Hả? Mở cửa giùm tôi coi. Mở cửa lẹ lên. Gì lẹ vậy? Chờ chút. Mở cửa đi. Trời ơi, có cái chuyện mở cửa không cũng lâu lắc. Trời ơi. Không đi đâu, sao đi gần nhà tôi vậy? Chuyện gì?
Đến với đoàn Loto, đoàn Loto của chúng tôi hôm nay về với tỉnh nhà với giải thưởng rất là quy mô. Đây, giải nhất 3 chai nước suối, giải nhì 2 chai nước suối, giải ba 1 chai nước suối, giải tư 1 cái chai không, mua nước giếng bỏ vô. Dạ. Mà anh thật ra là nước giếng không, bà con của bác ơi, uống nước suối cũng vừa uống nước giếng. Không, mày nói cái đó là ai tới mình để mà buôn bán đi được. Trời ơi, khách tới kìa, khách tới, đi ra. À, dì Chính, cha dì Chính con chào. Ô, hôm nay dì Chính dẫn con trai dì Chính tới đây để chơi Loto, xin mời dì Chính vào đây. Vợ tôi đó mà nói. Hả? Vợ người ta mà nói coi. À, chú Chính ơi, chú Chính thật là xứng đôi với dì Chính. Hai vợ chồng tính như đôi, hai vợ chồng già ngang nhau già. Bây giờ xin mời chú Chính trẻ quá trời, không biết chừng nào chú Chính mới đi kịp dì Chính. Tí hả? Cô bé đây già, cảm ơn hai vợ chồng chú Chính dì Chính và hai vợ chồng rất trời đất ơi đây. anh chị trời ơi, anh chị trời ơi, vợ chồng xứng đôi vừa lứa ghê. Hai vợ chồng đi chơi sân phải không? Con tôi đó ba. Hả? Ai hả? Trời ơi, con nhỏ nhìn khỏe mạnh phớt pháp muốn chết, bảo vệ tía đó mấy hồi. Dạ em ơi, mua lô tô, mua lô tô, mua lô tô đi. Cho con mua 2 tờ với dò có cơ hội trúng 5.000 tờ, 5.000 tờ, rồi rồi. Chuẩn bị á, giờ tới giờ sổ rồi, tới giờ sổ rồi. Bà con cô bác còn ai tới đây mua lô tô chỉ 5.000 một tờ. Giải nhất là 3 chai nước suối, giải gì 2 chai nước. Trời đất con quỷ, quỷ, trời ơi. Diễn viên đi vô chưa tới giờ hát, con đi vô rồi lát ra hát sau. Dạ, vậy. Dạ bây giờ chúng ta không phải diễn viên đoàn mình. Quái. Quái. Quái tới mua vé lô tô phải không? Không, tới coi người nổi tiếng. Trời ơi, tới gặp nghệ sĩ. Tới gặp nghệ sĩ hả? Trời ơi, Hoài ơi, hay quá Hoài ơi. Tao nói Hoài tới cái đoàn của con á, Hoài gặp Hoài tới. Hoài Hoài. Thiệt ra bà Hoài đứng ở dưới đất là bằng con rồi. Bà Hoài leo đây chứ vậy? Con kéo mày lên làm gì? Ô, con xin lỗi rồi, con lỡ dạy thôi, Hoài xuống. Hoài Hoài đi coi nghệ sĩ phải không? Trời ơi, ngày hôm nay đàn con nghệ sĩ dày đặc nổi tiếng Hoài ơi. Có lưu liếng không con? Lưu liếng có, lưu liếng luôn. Một lưu liếng rất là giả. Lưu liếng đây ngoại thấy cái băng rôn của tụi con không? Lưu liếng nhưng mà chữ em nhỏ xíu kế bên đó là lưu liếng em. Lưu liếng ai bỏ chị? Đâu ra mà lưu liếng em? Dạ có em lưu liếng tới đây hát. Dạ em lưu liếng. Lưu liếng thiệt hả con? Lưu liếng thiệt đúng không? Dạ, lưu liếng thiệt là giả, tức là lưu liếng giả. Im. Tí ơi, không có nói gì dối được. Ai mượn mày để tí làm việc. Dạ có lưu liếng. Có lưu liếng làm sao mới được gặp nghệ sĩ? Dạ quậy mua vé lô tô, quậy mua vé lô tô. Đúng rồi, quậy chỉ cần mua 5 giấy dò thôi là quậy có cơ hội được gặp lưu liếng trực tiếp. Và bây giờ cho quậy mua 10 vé tối nay rủ lưu liếng về nhà ngoại ngủ. Trời ơi, cảm ơn quậy đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có chị lưu liếng thiệt đúng không? Dạ không, em lưu liếng nhỏ xíu tuổi hả ngoại ơi? Không, lưu liếng xem tuổi ngoại, lớn hơn ngoại 1-2 tuổi à, ngoại cũng thấy nhỏ xíu à. Xem tuổi ngoại. Ngoại năm nay ngoại nhiêu? 18. Trời ơi, cái gì ngoại như vậy mà 18 tuổi hả ngoại? 18. Thiệt không? Thiệt mà. Quay lớp đọc ngược lại coi. Đọc ngược lại là bao nhiêu ta? Là số mấy con? Số mấy đầy á. Tài thiên đại thanh đại nao thiên cung. Mọi người sợ rung chỉ con khỉ đột. Là 81. Quay 81 tuổi. Đúng rồi con. Lấy ngoài đầu rồi câu tôi nữa nè. Trời đất ơi con. Rồi con. Con nhỏ gái xuất sắc không trời? Xuất sắc. Nó cứng cái con khỉ vô cái mặt quay là y chang vậy đó. Năm nay năm khỉ. Rồi Ừ. Ủa ngoại, một mình ngoại mua mấy chục tờ đi, tay đâu ngoại dò. Trời ơi, phát cho bà con cho rồi. Con mấy con trả lại cho. Ủa ngoại, người ta mua là mình trả gì. Con trả tiền lại cho người ta, trả tiền lại con này này. Rồi đứng. Rồi Rồi bà ngoại, ngồi vô chỗ đi, con chuẩn bị sổ là. Không được. Sao vậy? Ngoại bị cái bệnh cao đột biến á, ngồi mà máu dồn lại tụ lại chút xíu ngoại tím ngắt là không được. Ngoại tìm cái chỗ cao. Rồi, có rồi, tụi bay mới làm gì làm, tao ngồi làm gì? Ngoại ơi, được không ngoại? Được gì vậy? Ngồi đây nghe cái lo cho rõ. Vậy hả? Lát tay. Con. Rồi. Con chuẩn bị nha. Chưa. Trước giờ sổ số, trước khi chúng tôi quay lòng cầu mời quý vị cùng gặp gỡ nữ nghệ sĩ Lưu Liên. Đó. Không sao.
HK là con số 3. Con số 3 luôn. Số 2 đây. Hết phần ta số 3 nữa. Số 3 nữa 13, số 13 nha. Số gì đây? Nói lời, không có số lời. Không có số lời, mình bỏ qua. Ê, hả, bà nhanh. Quay nó ơi, quay mình, quay nó lại. Số 2 thì 3. Số 3 luôn. Con Nga lại con số 3. Con đi. Hay quá. Rồi tiếp một con quay. Ngoại kinh. Tên tuổi này mà ngoại vẫn kinh được, mừng cho ngoại. Ngoại qua đây xuống giờ. Rồi làm sao ngoại leo xuống đây? Sao xuống? Để con tự động con lấy giờ cho ngoại. Đây. Rồi để đọc nha. Số 3. Ngoại xuống được. Để hai mừng cho ngoại coi. Bảy giờ lo xịn con ngoại. Rồi giờ số này, giờ số 3. Số 3 có số 3. Rồi. 13. 13 có 13 luôn. Đúng rồi, đây. 43. 43 có 43. Đúng rồi. 63. 63 có 63. 83. 83, 83 chưa có gà. Ủa sao ngoại quẹt số 83? Đâu mà nãy a là 83 đó con. Trời ơi, có. Đó là 87 ngoại ơi. Ấy. Số 3 mà nãy con lưu luyến nát quá. Ấy là tụi con là 87. Rồi. Bà ngoại kinh sổ bà ngoại ơi, kinh sổ. Làm mơ hước cho ngoại tin đi, ngoại cho thể chuyện. Dạ dây chuyền vẫn lấy chuyện. Nhưng vẫn không cho kinh sổ. Dạ, bà ngoại vẫn đền 20 ngàn. Trời ơi. Đền 20 ngàn rồi. Đền 20 ngàn. Gì ngoại? Ngoại quán nó uống nó còn. Sao ngoại? Trả tôi về đây. Dạ. Sao đâu vậy? Ê trời, ngoại. Ngoại ơi, trời ơi, em đang sổ. Lưu Liên qua đây con, ôi. Gian bán lận chưa có lô tô kia hoài không trúng. Tao đi đoạn lô tô này hết là đi mấy chục năm trời rồi, từ còn một hàm ra tôi còn một cái răng thôi nè. Hả? Mà không trúng là sao? Sao ngoại kiên trì quá vậy? Ngoại kiên trì đúng không? Rồi nè, cái gì? Lưu liếng hả? Nè lưu liếng lưu liếng dạ